Chào các bạn ha, mình là Thuận đến từ Đồ Họa Thuận Yến. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cùng các bạn qua cái bài học số 2 ha. Mình sẽ tiếp tục bài học số 2 của khóa học UE5. Khóa học này là mình ứng dụng trong kiến trúc nội ngoại thất. Và mình có bổ sung thêm phần blueprint cơ bản nâng cao cũng giống như là đèn đêm X ha. Còn bạn nào mà chuyên về làm event ha, làm về sân khấu sự kiện thì các bạn có thể là tham khảo cái khóa học là chuyên về event bên mình. Tất nhiên là các bạn mà làm về kiến trúc mà khi mà đã được học tới cái phần mà đèn đếm ít ở trong này, ở trong cái khóa học mình đưa vào, thì các bạn cũng có thể làm những cái dự án ha, những cái dự án chiếu sáng. Và thậm chí là sau khi các bạn học xong, các bạn chịu khó nghiên cứu một xíu nữa chưa, với sự hỗ trợ của mình thì các bạn cũng có thể làm được những sản phẩm event, chứ không phải là bắt buộc phải học hai khóa làm gì, đúng không? Các bạn chỉ cần học một khóa thôi. Và ví dụ như khi mà các bạn học cái khóa kiến trúc, công việc chính của các bạn là kiến trúc, thì mình vẫn đã bổ sung thêm cái phần blueprint và cả phần đèn đêm ít. Thì các bạn, nếu như các bạn chịu khó, các bạn nghiên cứu thêm nữa, thì các bạn vẫn có thể là làm được những cái sản phẩm mà liên quan tới event ha. Chứ mình vẫn nói câu đó đúng không? Không thể nào mà học hết khóa này tới khóa khác được. Mỗi người đều có một cái quỹ thời gian riêng của mình thôi. Rồi tóm lại là ở cái bài học số 1, mình đã làm cho các bạn ha, mình đã hướng dẫn cho các bạn ứng dụng UE5 vào diễn hoạt tương tác phim này, rồi cài đặt hoàn thiện UE5. Trong đó là các bạn lưu ý nha, các bạn sau khi các bạn cài xong, các bạn phải zip process được và phải package process được chưa? Cũng giống như là cài đặt phím tắt hay là sử dụng tài nguyên như thế nào. Và nếu như mà bạn nào mà trong quá trình học chưa làm hoàn thiện và gặp thắc mắc gì thì phải nhắn mình ha. Và các bạn có nhiệm vụ là gì? Nhiệm vụ là thanh toán hết bài học số 1 trước khi nhảy qua bài số 2. Và mình cứ theo cái quy trình như vậy chưa? Mà mình lưu ý với các bạn một vấn đề là trong cái khóa học này, mình sẽ dùng cái từ là chính xác là mình sẽ ép buộc các bạn làm bài tập. Dùng luôn cái từ là ép buộc chứ không phải là tự nguyện nữa. Tại vì các bạn nhìn xem ha, trước đây là cái khóa học là UE5 về UE4. Trước đây là UE4 ha, bây giờ mình mới học qua UE5. Cái khóa học UE4 về kiến trúc, mình đã hầu như là mình không có quản cái phần bài tập của các bạn chưa. Mình để cho các bạn hầu như là tự học ha. Tự học ở đây là các bạn có nghĩa là các bạn học, các bạn hỏi bài, các bạn làm bài, nhưng mà mình không có khắc khe cái chuyện mà bắt buộc các bạn phải làm bài nhiều. Và kết quả là mình không nhận lại được nhiều phản hồi tốt. Phản hồi tốt ở đây là mình không nhận lại được một cái kết quả chưa. Và hầu như là các bạn đưa ra lý do là các bạn bận rộn hay là gì đó, đúng không? Và hôm nay rút kinh nghiệm từ cái khóa UE5 về event, mình đã dạy và mình đã ép buộc các bạn làm bài tập. Mình luôn luôn dùng cái từ đó ha, chỉ có ép buộc thôi chứ không có tự nguyện được. Để các bạn xem ha. Và kết quả của những lần ép buộc đó là gì? Đó là mình có rất nhiều bài tập của học viên ha. Và mình cũng nói luôn là những cái bài tập này không có gì mà gọi là cao siêu hay là đỉnh hay là viết gì hết. Nó là những cái bài tập và là rất là bình thường, mình dùng cái từ như vậy. Còn lại đẹp hay xấu tùy các bạn đánh giá. Bình thường ở đây là ý của mình rằng là các bạn học cái khóa học và các bạn làm ra được những cái sản phẩm. Khi mà các bạn thực hành những cái bài tập mà các bạn thắc mắc thêm hay là cần bổ sung cái gì nữa để cho cái bài của các bạn tốt hơn thì mình sẽ hỗ trợ tiếp. Còn nếu như mà các bạn không làm bài tập và các bạn cứ theo ngày tháng, các bạn cứ hết bài này tới bài khác và các bạn cứ cho rằng là như vậy là mình hiểu bài, là mình làm được, nhưng mà thực tế là nó khác ha. Thực tế là khi các bạn đi học, các bạn phải biết rồi là giữa lý thuyết và thực hành nó là một cái vấn đề khác. Và nếu như mà các bạn không làm bài tập thì các bạn sẽ không bao giờ mà có một cái cơ hội mà để mà sửa những cái lỗi mà nó sẽ nảy sinh ở trong quá trình các bạn làm chưa. Và mình nói lại một lần nữa là mình mong các bạn không phá vỡ nguyên tắc của mình. Nguyên tắc của mình là gì? Là các bạn cố gắng làm bài tập hoàn thiện từng phần ha. Ví dụ như là xong phần 1 là tất cả đều phải cài được, phải quản lý case, phải làm hoàn thiện như thế này. Và các bạn nên ghi chủ ra cùng vợ để lần sau quên thì lật ra xem. Sau đó rồi các bạn nhận tiếp cho mình và mình bắt đầu từ bài 2. Và cứ thế mà làm thôi, đúng không? Bài tập có thể là không có khó. Các bạn không cần phải làm bài tập quá đẹp để cho mình làm gì cả. Mà các bạn cứ ứng dụng hết cái gọi là năng lực của mình ha. Lưu ý là các bạn nên dành nhiều thời gian một xíu để chỉnh chu cho bài tập. Rồi đó là những gì mình cần nói ha. Hôm nay ở bài số 2 thì mình học cái cách gì? Mình sẽ học cái quy trình mình import cái file hoặc là export file từ phần mềm 3D ha. Phần mềm 3D đây là mình dùng cái từ chung, các bạn có thể sử dụng là gì? 3ds Max này, SketchUp này hay là Revit, hoặc là một phần mềm 3D bất kỳ.
ví dụ như là Blender hay là Maya chẳng hạn. Nhưng mà đa phần là khóa này là làm về kiến trúc thì các bạn sử dụng nhiều 3ds Max và là SketchUp và Revit chẳng hạn. Thì mình sẽ minh họa trên hai cái phần mềm là 3ds Max và SketchUp ha. Còn bạn nào mà xài Revit thì cái phương án nó cũng tương tự thôi. Lát nữa các bạn sẽ hiểu vì sao mình dùng cái từ là tương tự ha. Rồi. Và sau đó là mình tìm cách là mình học cái cách trước khi mình đưa qua đúng không? Trước khi mình export cái file 3D qua thì mình phải hiểu cái nguyên lý của nó là mình nên làm như thế nào. Chưa? Rồi giống như là, và quan trọng nhất là ở cái mục số 4 là các bạn phải quản lý được cái level này. Cái này là một cái rất là quan trọng ha. Tại vì như nào, nếu như mà cái câu chuyện xảy ra nó rất là đơn giản là nếu như các bạn có một cái máy tính mạnh, một cái máy tính mạnh với cái card màn hình mạnh thì mình không còn nói nữa. Nhưng mà mình sẽ trình bày cho các bạn cái khóa học này, mình nói lại ha, mình trình bày cho các bạn cái khóa học này trên một cái máy rất là bình thường. Máy này không, tại thời điểm này thì máy này không thể nào gọi là mạnh được đúng không? Ở ví dụ như là i9 này mình đã mua cách đây 3-4 năm, RAM 32GB chưa? Và một cái card màn hình là gì? Nó là RTX 2060 chưa? Tại thời điểm như thế này thì cái máy này thì gọi là dùng cái từ là gì? Vừa đủ để dùng chứ không mạnh và không yếu chưa? Và với cái máy này để làm được những cái bài tập, những cái dạng dự án thì cái quan trọng nhất là các bạn phải được học cái cách quản lý cái level này. Rồi ok các bạn ha. Rồi mình ví dụ ha. Ví dụ như cái máy của mình vẫn có thể chạy được một cái dự án như thế này đúng không? Có thể là trong mắt các bạn là nó là đơn giản hay là phức tạp. Nhưng mà vấn đề không phải đơn giản hay phức tạp. Nhưng mà các bạn thấy mình đúng không? Mình đang bật một cái gọi là công nghệ Lumen ha, của UV5. Cái đó mình sẽ học ở bài 8, bài 9. Và các bạn thấy là gì? Mình chạy rất là nhẹ đúng không? Với cái máy của mình. Còn nếu như các bạn không học cách quản lý, không tối ưu được thì khi mà xuất qua file như thế này là các bạn có thể là gì? Cấu hình có mạnh bao nhiêu đi nữa thì cũng rất là khó khăn trong quá trình các bạn làm việc. Rồi mình bấm lại play ha, vẫn ổn đúng không? Đây các bạn xem. Đó, mình bấm play ha, máy của mình nó vẫn đi rất là ổn. Ha, tương tác thoải mái đúng không? Rồi các bạn xem. Rồi lúc này nó bị hơi khừng một xíu đúng không? Các bạn thấy chưa? Rồi. Đây, mình vẫn làm tương tác đầy đủ với cái hệ thống máy tính như này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ha, mình sẽ gửi cho các bạn hai cái, ba cái file để các bạn thực hành. Chưa? Đó là mình sẽ gửi cho các bạn cái file 3ds Max này, một cái file là hai file 3ds Max và một cái file là SketchUp, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách ha. Thì đầu tiên là các bạn phải tải một cái gọi là Datasmith, mình để cái link trong này. Rồi cái link Datasmith đây ha. Bây giờ mình sẽ vào website của nó. Website của Epic đúng không? Rồi các bạn phải hiểu như này ha. Các bạn phải hiểu là hiện tại là với Datasmith này là một cái plugin, và tất nhiên là nó vẫn miễn phí và giúp các bạn xuất được từ những cái phần mềm mà nó cho phép. Là các bạn thấy ha, mình có là 3ds Max này, có SketchUp và có Revit chưa? Rồi ngoài ra nó có thêm những cái phần mềm khác nữa, ví dụ là Hino cũng có đúng không? Rồi SolidWorks chẳng hạn. Đây. Và nếu như mà các bạn, mình sẽ không nói trong cái khóa này, nếu như các bạn nào đó mà đang học khóa này mà sử dụng một cái phần mềm khác mà không có Datasmith thì các bạn sẽ inbox cho mình ha, và mình sẽ hướng dẫn cái đó sau. Tại vì đa phần là với cái khóa học kiến trúc như thế này là hầu như là mình thấy là các bạn đều là sử dụng một trong những phần mềm này đúng không? 3ds Max hoặc là SketchUp hoặc là Revit, ngoài ra hiểm bạn mà sử dụng Hino cho cái khóa làm về kiến trúc đúng không? Thì do đó là mình chỉ đề cập tới những cái ba cái phần mềm này. Còn lại bạn nào mà lỡ sử dụng những cái phần mềm khác mà trong này không có cái Datasmith thì mình sẽ chỉ riêng cho các bạn đó ha. Rồi ok. Mình đang sử dụng là SketchUp phiên bản 2021 và 3ds Max phiên bản 2022. Và chắc chắn là UV5 rồi đúng không? Bây giờ chỉ còn UV5 thôi thì các bạn tải về, các bạn bấm vào download về. Chưa? Download cái này. Rồi sau khi mà các bạn download xong thì việc còn lại rất là dễ. Chắc chắn là các bạn phải, khi mà các bạn cài một cái plugin cho một cái phần mềm ha, thì cái thao tác đầu tiên mà các bạn cần phải làm là các bạn làm gì? Là các bạn phải tắt cái phần mềm đó đi đúng không? Tắt SketchUp gì hay là 3ds Max hay là Revit. Rồi các bạn bấm đúp vào. Rồi phần còn lại là gì? Bấm Next, đồng ý đúng không?
Rồi các bạn chọn đúng cái phiên bản mà nó hỗ trợ. Lỡ bạn nào mà đang xài 2015 thì các bạn phải cài lại phiên bản khác nha. Và mình sẽ gửi, bạn nào đang không có phần mềm 3D Smart hay là Corona hay là V-Ray để hỗ trợ trong cái khóa học này, hoặc là SketchUp, thì mình sẽ trong cái khóa học mình sẽ gửi link đi kèm cho các bạn những cái phần mềm đó để các bạn cài vào để các bạn thực hành ha. Rồi máy mình đã cài rồi, tới bước này các bạn bấm install thôi. Còn máy mình đã cài rồi ha, thì mình sẽ bấm cancel. Và tương tự cho Revit hoặc là SketchUp, các bạn vận tải về ha, vận tải về trên cái website của nó, rồi các bạn bấm đúp vào các bạn cài. Rồi SketchUp các bạn tải về ha, hoặc là Revit. Lưu ý nha, bạn nào mà xài phần mềm khác mà không có trong danh sách này thì mình sẽ nhận cho mình và mình sẽ chỉ, nhưng mà mình biết chắc là không có bạn nào hết. Rồi bây giờ mình sẽ mở file 3D lên ha. Rồi đây là file 3D mẫu từ bộ thư viện ha. Mình sẽ mượn cái file này ha để mình ví dụ cho các bạn, và lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn xuất một cái file ha, một cái file không phải nằm trong bộ thư viện. Cái điều quan trọng nhất khi mà trước khi các bạn xuất file ha, thì các bạn phải thiết kế làm sao cho nó chỉnh chu, và các bạn phải hiểu được vấn đề chưa. Mình cần phải xuất cái gì và cần làm cái gì và không nên làm cái gì, chứ không phải là mình thiết kế một cái file và thế là mình lại nguyên một toàn bộ cái đoạn mình xuất qua, thì cái câu chuyện xảy ra ha, mà nó sẽ tồn tại một cái câu chuyện. Các bạn xem cái câu chuyện như này, nó sẽ luôn luôn ha, nó sẽ luôn luôn có một cái câu chuyện là nếu như mà có bạn sẽ hỏi mình cái này, và chắc chắn là bạn nào cũng hỏi hết, là nếu như các bạn đã làm hết toàn bộ, làm full công trình ha, bên phần mềm 3D chưa, full luôn, các bạn làm full bên phần mềm 3D bất kỳ, là ví dụ mình bị dùng là 3D Max và SketchUp, là có nghĩa là các bạn đã làm hết rồi, đã làm vật liệu, đã làm ánh sáng, đã làm hoàn thiện hết, thì các bạn sẽ hỏi mình là nếu như mình xuất qua hết như vậy thì UE nó có hiệu hay không, UE 5 hay UE 4 gì đó đúng không, nó hiệu hay không, và có cách nào để khi mình xuất qua là nó hiểu hết toàn bộ và mình không làm gì cả. Thì đó là cái câu mà các bạn thường xuyên hỏi mình, và cái câu trả lời là không có cái cách gì hết. Khi các bạn xuất qua, khi các bạn xuất qua ha, từ phần mềm 3D thì các bạn phải hiểu 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nếu như mà những cái model mà nó nặng quá là có nghĩa là nó nhiều poly, với cái mật độ poly rất là dài, thì khi mình xuất qua như vậy là UE nó sẽ vận hành rất là chậm ha. Và thứ nhì là các bạn sẽ luôn luôn hỏi là vật liệu nó có giữ lại được hết hay không. Nếu như các bạn sử dụng vật liệu BBI, tới đây mà bạn nào mà chưa hiểu vật liệu BBI thì chịu khó nha. Tới bài số 4 mình sẽ học, 4 số 5 mình sẽ học về nó. Nếu như các bạn sử dụng vật liệu BBI thì khả năng là nó sẽ hiểu. Nhưng mà nếu như các bạn sử dụng những cái vật liệu bình thường ha, gọi là vật liệu generic của phần mềm nha. Thì có những cái vật liệu nào mang cái tính chất cơ bản thì nó hiểu. Và những cái vật liệu nào mà mang cái tính chất phức tạp, có nhiều cái thông số trong đó thì bên này nó sẽ không hiểu. Và hệ thống đèn, đúng không? Hệ thống đèn thì mình nói luôn là tốt nhất là các bạn dẹp hết luôn. Nó có hiểu đi nữa thì nó cũng chỉ hiểu một cách gọi là mơ hồ, và thông số nó không bao giờ mà... Ví dụ như là mình đã làm một file 3D và mình render ok hết rồi, mình nói là xuất qua bên kia là đèn nó phải giữ nguyên hết toàn bộ, thì cái câu chuyện đó nó sẽ không xảy ra. Đúng không? Chưa? Và mình sẽ dẹp luôn cái hình thức như vậy. Hôm nay là mình học từ gọi là từ không ha, từ không chưa. Và một cái file 3D mình, ví dụ như file 3D này đúng không, file 3D này các bạn xem là gì, khi mình xuất qua thì nó sẽ hiểu, nhưng mà những cái vật liệu này nè, suy cho cùng thì nó chỉ hiểu ở một cái giới hạn nào đó thôi, chứ mình không thể nào mà nó hiểu hết toàn bộ giống như bên phần mềm 3D. Nếu như các bạn sử dụng vật liệu BBI thì khả năng nó sẽ hiểu chưa. Còn khi các bạn sử dụng những cái vật liệu, ví dụ trên cái vật liệu này nó có những cái bề mặt, ví dụ như là tester thì nó hiểu, map thì nó hiểu, đúng không? Nhưng mà nếu như nó có những cái tính chất về phản xạ, phản chiếu này nọ thì chắc chắn là nó sẽ không hiểu. Thì do đó là gì? Do đó là các bạn không có bận tâm nhiều về cái vấn đề này, chưa này, mà mình làm ha. Nếu như cái dự án của mình bắt đầu từ đầu, đúng không? Cái dự án của mình bắt đầu từ đầu là từ là ví dụ như là khách hàng yêu cầu là một cái dự án, đúng không, là yêu cầu là render ra hình ảnh và render ra cả phim, rồi làm cả tương tác. Thì mình sẽ quy trình là mình cứ dựng hình, đúng không? Mình cứ dựng hình bằng phần mềm 3D. Các bạn lưu ý là phần mềm 3D không phải 3D Smart nha, phần mềm 3D bất kỳ. SketchUp phải là Revit hay là SketchUp. Sau đó rồi, mình nếu như mà tại vị trí này mà khách hàng yêu cầu chỉ xuất ra hình ảnh,
thì mình có thể là sử dụng V-Ray hoặc là Corona ha, và mình sẽ render ra, đúng chưa? Mình sẽ render ra view. Nhưng mà nếu như mà khách hàng yêu cầu lên làm phim, làm tương tác luôn thì mình có thể như thế này. Sau khi mình dựng hình xong thôi ha, mình ngắt ở cái đoạn này kia này, và mình sẽ xuất qua luôn, xuất qua bên UE bên này ha. Bên này mình làm cái gì? Mình làm vật liệu, mình làm ánh sáng, đúng không? Và mình làm phim, mình làm tương tác. Tất nhiên là khi mà mình đã làm phim, đúng không, khi mà mình đã làm phim rồi thì mình sẽ xuất hình ảnh được. Nhưng mà các bạn cần phải hiểu như này, các bạn không nên so sánh là khi mà xuất hình ảnh từ UE5 với những cái phần mềm như là Corona hoặc là V-Ray. Yeah. Cho dù các bạn có cố gắng nhiều như thế nào, làm kỹ như thế nào, thì câu trả lời là gì? Là dựa UE5 và những cái phần mềm render là nó hoạt động theo hai cái cơ chế khác nhau. Được chưa? Một bên là UE5 là real time, còn bên này là nó phải render từng batch ha. Mình sẽ không đi sâu về vấn đề này, nhưng mà mình cam đoan rằng là gì? Các bạn không nên so sánh hình ảnh xuất từ UE5 và những cái phần mềm render khác. Có nhiều bạn nói là em bây giờ nhìn cũng giống nhau hay là này nọ, nhưng mà nhìn xa hơn, nhìn sâu hơn, nhìn về mọi góc độ thì không bao giờ mà được như vậy. Thì do đó là các bạn cần phải lưu ý. Cậu bạn nói như thế này, ví dụ cậu bạn nói là bây giờ mình không cần phải sử dụng Corona với lại V-Ray nữa, mà mình dựng hình 3D xong mình xuất qua UE5 rồi mình làm ra hình ảnh, mình render ra phim render 4K, 8K gì đó ha. Thì câu trả lời rất là đơn giản. Nếu như những cái công trình nào mà đòi hỏi một cái sự gọi là tinh tế cao thì câu chuyện nó vẫn là sử dụng phần mềm 3D và render bằng V-Ray hoặc là render bằng Corona. Mình không đi sâu quá về vấn đề này ha, mình chỉ nói về cơ chế thôi. Còn tại vì nhiều bạn sẽ nói là các bạn luôn luôn nói là UE5 render ra hình ảnh đẹp này nọ ha, và cho dù là gì nó có đẹp bao nhiêu đi nữa, khi mà nó khác cơ chế thì cái vấn đề nó lại khác. Thì do đó các bạn cần phải lưu ý là gì? Nếu như cái dự án đó mà không quan trọng, không đạt được cái sự gọi là tinh tế cao về hình ảnh ở cái mức độ chấp nhận được, thì sau khi dựng hình xong rồi mình xuất qua UE5 và mình đặt nặng vấn đề là phim và tương tác. Chưa? Còn dự án đó là cần một sự tinh tế cao thì và không yêu cầu làm phim, không yêu cầu làm tương tác thì các bạn cứ sử dụng 3D và render bằng Corona hoặc là V-Ray. Rồi các bạn hiểu được cái điều đó ha. Không có một cái khái niệm là dùng cái từ là đem nguyên một cái con này rồi đem qua bên kia rồi bắt nó y chang như vậy ha. Nếu như vậy thì mình không cần phải học nữa. Rồi các bạn hiểu vấn đề. Mình lưu ý với các bạn là gì? Khi mà các bạn sử dụng phần mềm 3D, là 3D Smart hay là Revit hay là SketchUp, là các bạn phải làm chủ được nó về cái mạng thiết kế. Cái việc đó là cái việc của các bạn phải cố gắng mà làm chủ được nó. Ví dụ như là thiết kế bên 3D như thế nào. Ví dụ như là cái view này, đúng không? Nó có rất là nhiều cái cây cối này nọ xung quanh ha, và cây cối nó làm rồ xi hết rồi. Mà bây giờ mình bắt là mình phải xuất qua bên đó rồi nó y chang như vậy thì cái câu chuyện đó nó không có. Nó không có tồn tại. Ha, bên này các bạn nhìn thấy ha, mình bấm phím số 7 trên bàn phím nha. Số 7. Với cái file này nó tầm khoảng 2.2 poly là ổn định, là mình có thể làm được. Nhưng mà cái file gốc này mà có cả cây cối này nọ thì nó tầm khoảng 10.000.000 poly, và bên trong nội thất nó đầy đủ mọi thứ hết. Thì khi mình xuất qua bên đó nó rất là nặng, cho dù các bạn xài cái máy rất là mạnh. Và mình cam đoan ha, khi các bạn xuất qua thì vật liệu gọi là gì? Cả vật liệu nào nó có tính chất cơ bản thì nó đúng, còn mà vật liệu mà can thiệp quá nhiều tính chất thì lúc đó là không được, và mình sẽ không đi theo cái quy trình đó. Mình không có tìm cách để làm cái chuyện đó. Ví dụ như là đây nè, những cái bộ thư viện như thế này, nếu như vì một cái lý do bắt buộc ha, bắt buộc dự án phải sử dụng những cái thư viện mà khách hàng đặt và mình phải thiết kế ra thì lúc đó chắc chắn ha, là các bạn phải giữ nguyên và các bạn xuất qua bên kia. Nhưng mà đây là chỉ là những cái bộ thư viện thôi thì những cái bộ thư viện thì mình không nên lấy thư viện từ mắt xuất qua. Tại vì là trong khóa học mình đã cung cấp cho các bạn những cái bộ thư viện rồi, và các bạn nên mở hết những cái bộ thư viện đó ra xem. Từ bài số 3 mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để hệ thống thư viện lại, và mình lấy từ những cái thư viện của UE luôn thì cái file của mình nó sẽ nhẹ hơn. Rồi, lưu ý cái đó ha. Rồi, khi mà lưu ý được cái chuyện đó rồi thì mình sẽ không có cái tình trạng là yêu cầu là gì? Xuất hết qua bên kia. Chưa này, nói tóm lại là gì? Giống như là một cái file, một cái công trình vậy thôi. Mình thiết kế cái gì? Trần, tường, sàn, rồi thiết kế tiếp tục những cái mà mình thiết kế, và còn lại là thư viện.
Thì để cho nó đơn giản, thư viện của ai người đó xài, đúng không? Khi nào các bạn dùng phần mềm dựng hình, bắt buộc các bạn phải dựng hình, thì mình sẽ lấy cái phần đó, đúng không? Còn cái phần thư viện thì mình cứ lấy cái bộ thư viện. Bên Mac thì lấy thư viện của Mac, bên Su thì lấy thư viện của Su, bên UE thì lấy thư viện của UE. Mình cũng có thể là xuất cả thư viện từ Mac qua Su hay là từ Su qua Mac, nhưng mà các bạn biết rồi, cái thao tác mà mình xuất, mình cần những cái phần mềm mà có license thì hòa may ra nó giữ được đầy đủ. Còn mình xài những cái phần mềm dùng thử hay là những phần mềm miễn phí thì hầu như là rất là tốn thời gian. Chưa? Thì do đó là mình khuyên các bạn nên đi theo cái hướng là mình sử dụng UE thì mình nên sử dụng cái bộ thư viện của UE và làm hoàn thiện một cái file. Có nhiều bạn làm bài tập gửi cho mình ha, là các bạn lấy nguyên một cái file 3D rồi các bạn xuất qua bên UE xong rồi các bạn không có chỉnh sửa vật liệu gì hết, để nguyên như vậy và các bạn nói là được rồi. Thì hầu như những cái bài tập như vậy thì nó không có đạt được yêu cầu. Và khi mà các bạn làm như vậy qua bên kia nó rất là nặng ha, máy cấu hình mạnh mà cái file nó rất là dạng như nó bị khừng ha. Và khi mà nó như vậy là khả năng các bạn bị rush, là trong quá trình mà làm việc là file nó bị bung liên tục, rồi sau này mình đặt cam rồi mình render là hầu như là rất là khó. Rồi các bạn hiểu được vấn đề đó ha, hiểu và làm chứ đừng có chăm chước gì nữa ha, đừng có ước mong, đừng có mong đợi một cái chuyện là làm xong bên này hết rồi, trồng cây rải cỏ, làm nội thất, bật đèn lên hết rồi, render ra view đẹp ơi là đẹp, xong rồi xuất qua bên kia là nó y nguyên như vậy. Chứ nè, cái câu chuyện đó các bạn cũng đừng có cổ mà đi tìm hiểu cái vấn đề đó làm gì. Mình nói trước là nó không có đâu, nó không có thể nào mà dễ dàng như vậy. Rồi một vấn đề lưu ý nữa là các bạn sử dụng 3D thì các bạn phải tối ưu lưỡi nha. Mình chỉ ví dụ một cái chuyện như thế này để các bạn hiểu. Đây, ví dụ như là mình có hai khối, một cái này, hai cái. Rồi mình ví dụ như vậy ha, bạn nào mà đang sử dụng 3D hay là SketchUp gì đó thì các bạn lưu ý chuyện này. Rồi mình bật F4 lên. Rồi convert này qua poly ha. Rồi mình chỉ cần ví dụ một cái lệnh thôi ha, mình sẽ chọn cái cạnh này. Chưa? Và mình sử dụng cái lệnh là chamfer. Rồi ví dụ ha, mình để là mình chamfer khoảng 800. Và để cho nó đạt được cái độ tròn ha, mình nhắm mắt lại mình gõ số 100. Rồi các bạn cứ nhìn ha. Rồi tiếp tục ra bên này. Rồi tiếp tục mình chọn cái cạnh, mình cũng chamfer, cũng 800. Và lúc này mình chỉ để 8 thôi. Rồi sorry ha, lại. Rồi bây giờ các bạn nhìn ha, khi mình tắt F4 đi ha, thì lúc này không thể nào mà ngồi độ mình mà đi tranh cãi cái chuyện là cái độ mượt của anh này không thể nào mà gọi là hơn anh này được. Chưa? Chẳng lẽ mình zoom lớn như thế này rồi mình ngồi độ mình dò, đúng không? Chứ này. Và mình thấy là gì? Nó nôm na là như nhau. Và cái câu chuyện nó xảy ra là bây giờ mình bấm chuột phải, mình chọn chữ là Object Profile này, Object Profile. Các bạn thấy là cái file này là mình tổn hết là 408 và ha, điểm và 206 phây, đúng không? 408 và 206, và ngược lại cái file này mình chỉ tổn là 40 và 20. Đó là cái câu chuyện. Và nếu như các bạn cứ tiếp tục thiết kế như thế này ha, thì đừng có trách là tại sao cái file mình nó rất là nặng. Lúc đó phải dùng cách là tối ưu ha, phải tối ưu lưới. Nhưng mà tối ưu lưỡi là trường hợp mình lấy những cái thư viện có sẵn, và lúc đó mình cần tối ưu trong 3D. Có nhiều bạn thiết kế file 3D rất là nhẹ, nhưng mà có nhiều bạn thiết kế file 3D rất là nặng ha. Và lúc đó là phải ngồi đó tối ưu lưỡi, còn khi mà mình đã làm chủ được rồi thì nó khỏe lắm. Chưa? Và mình cũng không có đề cập nhiều những cái vấn đề này. Các bạn nào mà đang sử dụng 3D thì chắc chắn là phải tìm hiểu về những cái vấn đề là tối ưu lưỡi, về phương án thiết kế làm sao cho nó phù hợp, để khi mà mình render ở trong 3D thì file nó cũng nhẹ ha. Khi mà file nhẹ thì render rất là nhanh và tránh tình trạng là treo hay là lắc. Chưa? Hoặc là bị out file. Và khi xuất qua bên UE nó cũng vậy, nguyên lý nó chỉ là vậy thôi. Chưa? Do đó cần phải lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất là tối ưu lưới, quản lý file thiết kế. Chưa? Quản lý file thiết kế và tối ưu lưới và sử dụng bộ thư viện. Thì những cái bắt buộc, ví dụ như là trong cái không gian nội thất, cái bếp là bắt buộc mình phải thiết kế ha, tủ bếp, tủ đồ mình phải thiết kế để mình đem qua bên kia, bên UE. Còn ví dụ như là cái giường ngủ hay là cái bàn ăn, cái giường ngủ khách không yêu cầu vậy, anh phải làm cho tôi cái mẫu y chang như vậy, mà là chỉ là một cái thư viện. Chưa? Thì các bạn qua bên UE, các bạn lật những cái bài ra, những cái thư viện ra và chọn một cái giường ngủ đẹp ha, vừa ý và file rất là nhẹ, và lúc đó các bạn làm.
Rồi, chuyện này thì đào sâu nữa thì liên quan tới thiết kế của các bạn ha. Mình sẽ không đào sâu nữa, mà các bạn tại đây các bạn hiểu rồi. Rồi bây giờ cái cách mà mình xuất file như này. Rồi, các bạn quan sát và làm thôi ha. Và trước khi xuất file thì mình lưu ý ha, nếu như trong quá trình xuất file mà bị lỗi một cái gì đó thì các bạn phải chịu khó tìm nó ra. Ví dụ như cái file gốc của cái bài này là khi mình xuất file nó bị lỗi một cái vật liệu V-Ray của một cái chai dầu gội đầu ở trên cái một cái gọi là ở trên cái nhà tắm mà. Và khi mà xuất file mà nó lỗi nó thì nó chỉ báo lỗi thôi chứ nó không có chỉ ra được cái đối tượng nào lỗi. À, thì do đó mình phải ngồi đó mình dò ha, mình ngồi đó mình phải xóa, mình làm từ từ. À, thì do đó khi mà các bạn làm bài tập cũng vậy. Khi các bạn làm bài tập, nếu như các bạn lùm một file của ai đó thiết kế mà ngồi đó mà làm thì thôi ha, file rất là nặng. Chưa? À, thì tốt nhất là các bạn có thể là nếu như các bạn không thiết kế ra cái file để mình làm bài tập thì các bạn chọn một cái file mẫu và các bạn sau này mình sẽ ghi là cover thôi đúng không? Mình được quyền chọn những cái file mẫu miễn phí người ta up lên mạng. Và sau này mình làm ra bài tập UE thì mình ghi là mình cover từ cái nguồn đó. À, mất công thì lại đụng tới vấn đề license ha. Rồi. Và mình phải chịu khó tính chỉnh lại. À, chứ không phải là mình cứ tải file về xong rồi mình xuất qua liền ha. Mình tải file về rồi mình phải mở ra, mình xem, mình dò. Rồi mình phải tối ưu lưỡi ha. Nói tóm lại là khi mà đã bước vào UE5 rồi thì không thể nào mà nói là biết 3D dựng hình một cách sơ sơ. Đúng chưa? Một cách sơ sơ đó là một điều là rất là tệ ha. Mà các bạn cần phải giỏi cái phần này. Cần phải giỏi cái phần dựng hình, render ra hình ảnh. Rồi các bạn qua UE thì vấn đề nó sẽ đơn giản hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái dự án ha. Rồi, mình cứ khởi động UE5 lên ha. Rồi mình sẽ vào cái phần kiến trúc đúng không? Rồi, mình sẽ vào cái phần là khóa học UE5 đây. À, hôm nay là phần thứ 2. Select folder ha. Rồi mình sẽ đặt tên là process 2 đi ha. Rồi bên này các bạn không chọn gì hết ha, cứ vậy là được rồi. Chọn một cái process trống thôi. Và nó có cái nguyên tắc như là cái phần số 1 mình nói rồi, để sau này không phải chịu những cái sự mất mát khi mình copy qua cái máy khác. Đúng không? Thì mình cần phải làm việc có một cái gọi là gì? Một cái nguyên tắc ha. Khi mà các bạn mở nhiều cửa sổ như thế này thì tốt nhất là các bạn chọn ha. Cái này mình chưa dùng tới, mình phải mở 2-3 cửa sổ UE nè. Các bạn chọn này chế độ wireframe đi. Chị nè. Để cho nó nhẹ cái file này đúng không? Rồi ok. Rồi để sau này không phải xảy ra nhiều chuyện hệ lụy. Ví dụ như các bạn nói là gì, tại sao là bên máy của mình thì có đầy đủ rồi nộp bài, rồi bên kia mở ra thì lại không có cái gì hết. Là mình đã nói rồi mà. Mình đã nói ngay từ buổi học đầu tiên rồi là UE nó sẽ truy xuất theo đường dẫn. Có nghĩa là cái file này là vô nghĩa. Cái file này chỉ để khởi động lên thôi. Và nó sẽ truy xuất theo cái đường dẫn. Thì do đó là cái đường dẫn của các bạn là phải đầy đủ và nên để luôn ở trong một cái thư mục. Ví dụ ha, ví dụ bây giờ vô process 2 này, mình sẽ vào content và lưu ý là nên để trong content ha, tất cả để quản lý trong content. Mình sẽ tạo ra một cái là 3D Max đúng không, khỏi export gì hết rồi. Và khi mà mình xuất cái file, mình sẽ để luôn ở trong cái đường dẫn này. Và thế là sau này mình copy qua cái máy nào cũng được hết. Copy cái máy nào mình cứ copy cái process 2 này đi, thì nó sẽ luôn luôn tồn tại. Và đó là cái cách mà các bạn không bị lỗi. Rồi mình sẽ xuất file ha. Rồi mình có nói hồi nãy, mình có nói tới vấn đề level đúng không? Các bạn cần phải quản lý level. Các bạn lưu ý ha, quản lý level chứ không phải là quản lý object, không phải là quản lý đối tượng. Có nghĩa rằng là mình cần phải phân chia ra để sau này mình làm. Chưa? Bài tập của các bạn mình không đồng ý là các bạn chỉ làm một cái nội thất đơn giản nha, mà không làm nội thất. Mà các bạn cần phải làm cho mình một cái bài hoàn thiện ha, một cái bài hoàn thiện ở cái mức chấp nhận được, là bao gồm tất cả mọi thứ. Tại vì là mình có theo dõi rất là nhiều bạn học UE rồi, là cứ là làm một cái nội thất như này thôi, rồi đi tới đi lui rồi đi giữa các phòng, thì suy cho cùng thì các bạn thấy rồi, cái phòng khách và cái phòng ngủ nó chỉ khác nhau là cái bộ ghế sofa với cái giường ngủ thôi, chứ nó cũng không khác cái gì đúng không. Rồi cứ một cái nội thất mà mình yêu cầu các bạn phải làm hoàn thiện. Ví dụ như tại sao là như vậy, ví dụ như là ở đây các bạn nên có một cái hồ bơi để sau này mình học tới bài DMX mình có thể là tạo nhạc nước đúng không.
rồi mình phải tạo ra nhiều cái trồng cây rải cỏ, rồi những cái vật liệu đề can, rồi rong rêu nó bám vô tường hay gì đó, chưa nè, chưa, chứ không nên là làm. Nếu như các bạn làm một cái nội thất đơn giản thì mình không có cái gì để mình diện trong cái khóa học hết đó. Lui tới là nó nhàm lắm, tại vì là UE ở Việt Nam mình mà làm cái dạng mà một cái phòng ha, một cái nội thất nó nhiều quá rồi, chưa, và mấy bạn nộp bài mà làm một cái nội thất đi lui tới chỉ có chừng đó thôi, là phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp ha. À, thì mình cũng không cần phải đăng cái độ lên bài tập học viên làm gì ha, nó vô nghĩa lắm. Tại vì sao? Tại vì là gì? À, các bạn thiết kế trần tường sàn xong rồi là cứ đưa thư viện vô. Đưa thư viện vô xong găm đèn xong là và hầu như là xong. Và đặc biệt là gì? Toàn là thư viện đẹp không? Khi mà làm trong một cái nội thất có những cái thư viện đẹp thì các bạn đưa ánh sáng vô thì mình nói thẳng là nó auto đẹp. Tự động nó đẹp ha, mà các bạn cần phải làm hoàn thiện một cái file từ cái bước đầu tiên. Chưa? À, sau này mình ra thực tế cũng vậy mới đúng không? Mình phải có lúc mình sẽ gặp những cái trường hợp như vậy. Rồi sau này mình còn phải găm đèn đêm ít lên, rồi cần thì đánh nhạc nước, rồi ha, làm chuyện đồng hay gì gì đó. À, nó thì mình cần những cái dạng bài tập như này. Đó, đầy đủ ha, đầy đủ để mình còn tương tác rồi mình ở đây, đúng không? À, ví dụ để sử dụng những cái bộ thư viện mình nổi thì các bạn nên tạo ra những này. Chưa? Sau này ví dụ như là mình làm cho khách hàng xem, mình có thể diện được một cái cam ở góc này mà. Đúng không? À, thì nó sẽ hay hơn là mình chưa, mình cứ diện một cái nội thất, cứ đi lui đi tới rồi bẩm tương tác, rồi thay đổi vật liệu, thay đổi mô đồ gì, đúng không? À, tại sao mình không làm như này, xong rồi mình bẩm một phát là nhạc nước nó nổi lên, đúng không? Chưa, rồi hệ thống đèn đếm ít nó chịu sáng ha, chưa, cần thì mình đưa thêm mấy cô vào chuyện này tắm luôn cũng được nữa, đúng không? Rồi đó là cái vấn đề các bạn cần lưu ý ha, đừng làm bài tập một cách đơn giản. Tất nhiên là khi các bạn làm phức tạp thì các bạn sẽ tốn thời gian rồi, nhưng mà mình nói rồi mà, thà các bạn học trong vòng một năm mà các bạn hoàn thiện được khóa học và làm được còn hơn là học cho nhanh một tháng mà không làm được. Rồi lưu ý cái đó nha, mình trở lại quay phim để mình vận hành cái file kia. Rồi, và quản lý level là gì? Mình sẽ xuất cái file này thành hai phần. Ví dụ như là các bạn làm một cái nội thất không thôi thì các bạn có thể quản lý phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp từng cái level. Nhưng mình nói rồi, với cái thời cuộc như hôm nay, cấu hình máy không để nổi là một con số đắt đỏ. Còn tất nhiên, bạn nào mà đã rỡ vô tới UE5 rồi thì không thể nào mà xài những cái máy đồ cổ được. Thì do đó là các bạn nên quản lý một cách thông minh, chứ không quản lý một cách máy móc. À, ví dụ như là bây giờ mình sẽ quản lý hai phần. Thứ nhất là tất cả những gì liên quan tới, đúng không? Nội thất ha, và cái căn này, đúng không? Và sau này đơn giản thôi, khi mà mình làm sân vườn, làm này nọ, đúng không? Làm sân vườn trồng cây rải cỏ thì mình tắt cái này đi, mình ẩn cái này đi. Còn khi mà mình làm bên nội thất bên trong thì lúc đó mình ẩn mọi thứ xung quanh. Và các bạn nên tạo ra từ 2 tới 3 level thôi, chứ không phải là một đối tượng là một level. Lưu ý, level ở đây không phải là một đối tượng là một level, chưa, mà là level quản lý theo cấp bậc, chứ không phải là quản lý theo đối tượng. Rồi bây giờ mình thử ha, mình sẽ xuất cái này trước. Trong 3D lát nữa mình sẽ chỉ các bạn cách xuất từ cái chấp, nhưng mà nguyên lý nó như nhau thôi. À, trong 3D ha, mình đã rút này lại thành một nè, và mình chọn nó, và mình vào file, chọn cái mục là export, và mình chọn là export selected. Export selected là xuất những cái gì mình đang chọn, chưa? Rồi export selected ha. Rồi các bạn thấy rồi, vào desktop nè, đi đến khóa học, đi đến cái nơi mà mình chữa, đúng không? Đây phần 2, nó là process 2, và mình để trong content, lưu trong 3D Smart. Ví dụ như mình đặt này home đi ha, ví dụ. Nhớ là giữ này các bạn chọn là Unreal Data Smith. Rồi các bạn save lại. Rồi các bạn cứ giữ nguyên mặc định ha. Mình sẽ xuất cả selection và cả một cái frame này thôi. Cái frame này có nghĩa là gì? Có những bạn mà làm 3D, làm animation thì nó có nhiều frame, mình chỉ xuất một cái frame này thôi. Mình vẫn giữ nguyên cái phương án là mình sẽ làm video dài khoảng 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng, và xoay xung quanh bốn cái chủ đề. Thì suy ra như một cái chủ đề như vậy nó tầm khoảng 20 phút, nhưng mình không có tắt video. Bạn nào mà hay học những cái đoạn video 5 phút 10 phút thì chịu khó nha, tại vì mình nói rồi mà, mỗi người đều có một cái cách làm riêng, và mình thấy cái cách làm của mình là hợp lý, chưa nè, và là mình làm thôi, chứ không cần mà phải làm gì cả. Tại vì sao lại hợp lý? Tại vì đối với mình là các bạn phải học nhiều thì đó mới là ra kết quả thôi, chưa. Rồi, rồi xong phần này rồi, bây giờ mình có thể mình ấn cái này đi, hoặc là mình đã rút bên này rồi thì mình chọn bên này, đúng không?
Còn không thì mình có thể là mình ấn nó đi, rồi lúc này mình chọn hết này chẳng hạn. Mình có rút lại cũng được mà mình không rút cũng được. Cái bài tập xuất file này thì các bạn cứ làm theo ý của mình và theo nội dung bài học. Còn trong khi các bạn làm thì nó sẽ nảy sinh ra vô số lỗi, thì lúc đó mình sửa bài nha. Mình sẽ sửa bài cho các bạn theo nhiều hình thức là trao đổi trực tiếp hay là điện thoại, UltraView hay là TeamView, miễn sao các bạn làm ra được kết quả thì thôi. Vào file ha, chọn export, export selected. Rồi ở trong này ha, ví dụ mình đặt landscape chẳng hạn nữa hả? Rồi vậy đi ha, xem lại. Nó chưa có tác định vào tiếng Việt, ok. Nhớ ha, chịu khó tối ưu hóa nha. Đây là những cái lỗi mà các bạn không nên quan tâm. Nó chỉ là bị lỗi những cái UV thôi. Những cái UV thì bên cái lớp event thì các bạn mới quan trọng là đưa màn hình LED đồ vào. Còn những cái UV này là nó chỉ lỗi những cái UV rất là ít, tỷ lệ rất là ít và hầu như là nó không ảnh hưởng gì tới cái file của mình. Thì các bạn có thể bỏ qua. Rồi ha. Rồi. Rồi, coi như là các bạn đã xuất xong ha. Rồi bây giờ các bạn nên xem thật kỹ và làm y như mình cái đã. Sau khi các bạn làm y như mình xong rồi các bạn ghi chủ ra và các bạn có thể gọi là sáng tạo hoặc là làm bỏ bước. Nhưng mà bây giờ nếu như các bạn không làm kỹ mà các bạn làm bỏ bước là lúc đó nó sẽ xảy ra rất là nhiều chuyện. Mình nói rồi mà, mình đã hướng dẫn cho rất là nhiều bạn và hầu như là các bạn rất là vội ha. Các bạn rất là vội và nó sẽ xảy ra chuyện. Thì yêu cầu là các bạn cứ phải làm theo cái đã. Khi mà các bạn đưa vào như vậy thì ở dưới này nó sẽ bảo là bao nhiêu độ từ gì đó, các bạn cứ không cần ha. Các bạn cứ đông S again là lần sau không cần phải hỏi và mình không cần phải đưa nó vào, từ mình sẽ đưa. Rồi bây giờ mình kiểm tra cái file của mình ha. Mình xem là vào đây mình thấy là nếu như đã có data submit rồi thì thôi. Nhưng mà không phải process nào cũng có sẵn như vậy. Các bạn vào edit, vào cái mục là process setting đúng không? Rồi các bạn sorry nha, không phải process setting mà lỡ vào đây rồi các bạn có thể gọi từ tool này, các bạn bỏ luôn cái này. Đây nè. Tại sao mình bỏ cái này ha? Nếu như mà mặc định là nó sẽ kích chọn cái này là làm cho cái màn hình cảm ứng thì khi mình play nó có hai cái nút này đúng không? Đây nè. Cũng không ảnh hưởng gì nhưng mà mình không có dùng tới thì rất là khó chịu ha. Thì do đó mình bỏ đi. Edit process setting. Rồi các bạn bỏ cái này. Hiện tại các bạn không cần phải can thiệp vào Lumen hay là tất cả những thông số trong này, các bạn không cần can thiệp gì hết. Mình sẽ can thiệp vào từng cái bài học cụ thể. Tại vì bây giờ mình có vào đây rồi mình nói về Lumen thì lúc đó các bạn chưa học thì mình cũng chả có làm gì được hết. Mình không cần thiết gì hết á. Bài học hôm nay mình chỉ xuất file thôi. Chưa, mình chưa có làm gì hết ha. Rồi. Nếu như mà chưa có data submit thì vào edit plugin. Rồi mình sẽ gọi từ là gì? Data submit đúng không? Và cách tốt nhất là thật sự là các bạn chỉ cần bật một cái data submit được này lên được rồi. Nhưng mà mình đề phòng sau này là trong quá trình làm thì mình cần phải xuất qua FBX chẳng hạn thì mình bật hết luôn đi. Đây. Chờ bật hết. Bật hết để sau này là mỗi lần mình xuất một cái file gì đó khác chẳng hạn như là một cái file FBX chẳng hạn thì lúc đó mình không cần phải bật lại. Cái hành động bật cái file này nào không có tốn nhiều công sức và dung lượng gì hết thì các bạn bật hết lên. Rồi các bạn khởi động lại ha. Rồi bây giờ các bạn nhìn này ha, các bạn nhìn mình làm và các bạn nên làm theo, không thôi là nó gọi là gì nảy sinh rất nhiều vấn đề và làm cho các bạn rất là bực bội. Thứ nhất là các bạn lưu ý là khi mà sale, nói về vấn đề sale ở trong UE nó có là sale trên này ha. Cái mục sale này là nó sẽ sale zero level, là sale tất cả những gì đang tồn tại trên màn hình tại cái vùng viewport, và nó sẽ tồn tại một cái sale on. Sale on này là sale hết. Thì khi mà làm là các bạn khoan hả, các bạn khoan phải sale on đi ha. Và tốt nhất là các bạn chủ động trong vấn đề sale và các bạn tắt luôn cái auto sale. Tại vì sale trong này nó rất là nặng ha. Ví dụ cái file các bạn khoảng 10 triệu poly mà các bạn đang làm mà đợi cho nó các bạn bấm sale có khi các bạn đợi cả mấy chục phút là chuyện bình thường. Do đó là chủ động trong vấn đề. Mình vào edit, mình vào editor revision đúng không? Vào cái mục là loading và saving, tắt auto sale luôn. Mình không cần thiết cái này. Rồi. Các bạn vào đây ha. Trước tiên là mình phải xác định là gì? Hồi nãy mình đã xuất ra hai cái level đúng không? Mình đã xuất ra bao nhiêu cái level? Mình hai cái. Mình đã xuất ra hai cái level thì bây giờ mình sẽ tạo hai cái level để mình đưa nó vào. Lưu ý ha, các bạn nên chia level ra. Nếu như các bạn không chia level, mình nói rồi ha. Nếu như các bạn không chia level, sau này các bạn rất là cực là có lúc nào đó mình làm
máy của mình rất là nặng ha, đừng có ý là cái máy của mình mạnh, cho dù mình xài một cái máy mạnh như thế nào mà mình không quản lý đi nữa thì đó cũng không phải là cách tối ưu. Và lưu ý chia level ra chứ không phải là chia đối tượng. Có nhiều bạn là xuất tam cấp là một level, rồi cái bếp là một level ha, thậm chí là xuất luôn cái nồi là một level nữa ha. Không phải như vậy, level là theo cấp bậc để quản lý, theo nội dung chứ không phải là theo đối tượng. Nội dung của mình là một cái nhà và một cái lên kép một cái sân vườn, ví dụ vậy thôi. Thì mình sẽ chia làm hai. Chưa? Còn bạn nào ví dụ làm một cái nội thất trong đó có phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp thì tốt nhất là khỏi chia level, tại vì nó không có đến nỗi mà phải quá ghê gớm ha. Sau này mình ẩn tắt ẩn đối tượng cũng được rồi. Chưa này. Rồi, rồi các bạn làm vào file new level. Và các bạn chọn empty level. Có nghĩa là mình khởi đầu từ đầu, mình không cần phải sử dụng bất cứ cái gì có sẵn hết. Rồi các bạn tạo ra. Lưu ý nè ha, sau khi tạo ra xong, các bạn bấm vào biểu tượng trên này nè, untitled là chưa lưu này, lưu ý nha. Untitled là chưa lưu, các bạn bấm vào save. Và lúc này chính là lúc mà các bạn lưu cái level này và mình đặt tên là ví dụ là home. Mình share lại ha. Mình không cần phải quản lý mấy cái level này ha. Sau này bên content này nó có rất là nhiều thư mục và mình không quan tâm tới nó. Mình chỉ quan tâm tới những cái thư mục của mình thôi. Tại vì khi mình đưa thư viện vô nó rất nhiều thư mục và nó không ảnh hưởng gì tới công việc của mình. Thì do đó mình hạn chế bớt ha, mình share lại. Rồi là sau khi các bạn share xong thì các bạn thấy là nó đang là để chữ home. Đúng chưa? Rồi bây giờ mình sẽ vào DataSmith, bấm vào biểu tượng này nha. DataSmith File Import. Rồi, từ nó, đây các bạn thấy không? Từ nó đã tìm tới luôn cho mình rồi. Mình vào 3D, còn nó không tìm tới thì mình sẽ tìm ha. Mình vào cái nơi mà mình đã lưu hồi nãy là file 3D. Mình chọn cái là gì? Home. Rồi, cứ để nguyên ha. Các bạn đừng có tạo ra thư mục để quản lý gì mấy vấn đề này, nó mất công lắm. Ok. Rồi, rồi các bạn lưu ý là khi mà các bạn import thì nó sẽ bảo như này ha. Và các bạn cần phải bỏ animation này, mình không có xài animation, mình không có xài camera và mình càng không phải xài line ha. Các bạn giữ lại hai mục là game style và material và texture. Còn những cái gì mà mình đã nói rồi đúng không? Cái khối là cố gắng làm sao mà tối ưu ha. Còn cái vật liệu cũng vậy, nó chỉ xuất qua được những cái vật liệu cơ bản thôi. Và do đó là qua bên này thì hầu như là phương án mình phải làm vật liệu lại. Đúng chưa? Thì do đó là mình cũng không bận tâm cái vấn đề này nhiều. Đừng đi tìm nha. Đừng đi tìm là gọi là dùng cái từ là xuất qua xong bên kia sao bên này y chang vậy. Không có chuyện đó đâu. Rồi, trong cái phần cái vần Start Mesh này thì các bạn không cần. Các bạn cứ để đây, sau này mình sẽ hiệu chỉnh cái Line Map Resolution này sau. Rồi, mình sẽ bấm Import ha. Rồi khi mà nó vào ha, tùy theo cấu hình máy của các bạn mà nó chạy nhanh hay chậm, các bạn luôn luôn nhìn bên phía tay phải góc giữ nè, các bạn thấy là nó đang là reverse shader này đúng không, thì các bạn cứ để cho nó chạy. Và lưu ý bây giờ mình muốn làm tiếp thì mình cứ để nó chạy và các bạn bấm lưu. Chưa, đây nè ha, các bạn nhìn thấy trên này là có dấu sao là chưa lưu này đúng không, đây dấu sao là mình chưa có lưu này, thì các bạn bấm vào lưu. Và các bạn nên bấm lưu ở đây thôi, đừng có bấm lưu gì này để làm chi. Nếu như các bạn bấm lưu gì này là máy nó sẽ đứng để đợi khi nào lưu xong rồi các bạn mới làm tiếp được. Thì bây giờ lát nữa sau cùng rồi mình hãy lưu. Bây giờ mình làm tiếp thì mình cứ để cho nó chạy. Mình vào xong rồi ha, lưu rồi nè. Mình vào tiếp. Nếu như các bạn không lưu thì các bạn vào file chọn new level nó sẽ hỏi. Và tốt nhất là các bạn, mình nói rồi mà, các bạn cứ làm theo cái đã. Các bạn lưu đi rồi tiếp tục. Vào file chọn new level, chọn tiếp empty ha. Và các bạn chọn tiếp Re-A. Tiếp tục, nó đang chạy mà kệ nó ha. Đây là cái cách mà mình không bị gọi là bị khừng lại trong quá trình mình làm. Rồi mình tiếp tục, đây là untitled, mình bấm lưu. Save Relevant Level và mình đặt tên là Landscape chẳng hạn. Rồi các bạn save lại. Rồi công việc vẫn y chang như hồi nãy ha. Rồi mình vào tiếp DataSmith và mình chọn File Import. Đây, Landscape đây. Rồi cũng ok ha. Và lần này mình không cần chọn nữa, mặc định nó đã giữ lại rồi. Các bạn chịu khó xem cái phần level này ha. Mình nói trước là cái phần level này nó rất là dễ, mà mình không hiểu là tại sao các bạn cứ phải hỏi cái này rất là nhiều. Ví dụ như là bây giờ mình, ví dụ đây đúng không, một cái chuyện rất là đơn giản. Bây giờ giả sử mình không lưu, nó chưa có lưu nè, thì mình vào file mình chọn new level thì nó sẽ mở ra cái level khác, thì nó sẽ hỏi mình là có lưu hay không.
nó rất là phiền đúng không? Và nhiều bạn là có thói quen là mày tịnh hiền ra cái gì là cứ ok là bấm thôi mà không đọc, thì do đó nó sẽ bị lỗi. Không phải nói dùng từ lỗi không đúng, nhưng mà các bạn sẽ khó hiểu. Thì bây giờ đơn giản, mình hiểu rồi, mình đưa vào mình chưa lưu đúng không? Mình bấm lưu. Rồi, sau khi mình lưu xong rồi ha, nhớ là bên dưới này mình đừng có bấm lưu ha. Bây giờ các bạn bấm lưu chữ content này nó rất là lâu. Cái việc này là cái việc sau cùng. Bây giờ mình đã đưa vào hai cái level rồi, một cái landscape và một cái home. Bây giờ mình cần một cái level chính để mình kết nối nó lại và để sau này mình làm việc ha. Rồi các bạn có thể nhìn đây. Đây ha, các bạn có thể nhìn bài màu ha, trong window này, level này. Đó, các bạn nhìn thấy ở trong này có nhiều cái level đúng không? Đây. Có nhiều cái level. À thì việc của mình đang là cái việc này. Rồi bây giờ mình tiếp tục ha. Vào file chọn new level. Lúc này các bạn tiếp tục chọn level empty. New lại. Và đây chính là cái process của mình, nơi mà mình sẽ kết nối những cái level lại. Bây giờ mình lưu luôn ha. Nhớ là untitled. Rồi mình đặt tên là process. Đó, save lại. Rồi bây giờ mình vào window. Mình chọn level. Đúng không? Rồi các bạn vào chữ level này. Vào một là existing. Đây ha, các bạn cần phải đưa giữ control để chọn ha. Giữ control, phím control. Chọn hai này. Đúng không? Chọn cái này, giữ control, chọn cái này. Hai đối tượng này thôi đúng không? Có nghĩa là nói nôm na là mình sẽ đưa hai level này vào trong process. Rồi mình open. Rồi, các bạn nhìn. Và lúc này có thể là các bạn không thấy gì ha. Các bạn không thấy gì là với một tại vì sao mà không thấy gì? Thứ nhất là nó chưa có ánh sáng. Thì có thể là các bạn sẽ thấy một cái vùng đen như này. Thì cách thứ nhất là các bạn bấm vào Lighting và chọn Unlighting ha. Đúng chưa? Hoặc là nếu như mà các bạn không để tại góc tọa độ ha, khi thiết kế 3D này, thì cái file này nè, nếu như mà nó không phải nằm ở góc tọa độ ha, à thì lúc đó có thể là nó đang nằm ở một cái nơi nào đó. Thì do đó đúng nguyên tắc là khi thiết kế 3D các bạn phải được học là gì? Là phải thiết kế từ tâm tọa độ ha, để khi mà đồng bộ giữa các phần mềm thì nó không có cái tình trạng là nó chạy, dùng cái từ là nó chạy đi đâu ha. Bây giờ giả sử đi, ví dụ là mà mình không đồng bộ, nó chạy đi đâu rồi không biết. Thì mình học rồi ha, phía bên cái bảng outline chỉ cần các bạn bấm vào một cái đối tượng và bấm phím F focus, tự động nó sẽ zoom lại. Đúng không? Đây, tự động nó sẽ zoom lại cho các bạn. Rồi là các bạn thấy mình đã đưa vào rồi đúng không? Và sự việc sẽ xảy ra như này nữa. Rồi lúc này các bạn lưu ý nè. Thứ nhất là cái biểu tượng này là cái biểu tượng quản lý ngay ở trong cái là gọi là cái viewport. Ở trong UE này nó hình thành hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là những gì các bạn thấy trong viewport và những gì các bạn play. Có nghĩa là có những loại vật liệu, ví dụ như là sau này các bạn học vật liệu chuyển động, vật liệu live function, đúng không? Hoặc là màn hình TV thì bình thường có thể các bạn không nhìn thấy nó hoạt động. Hoặc là những cái VFX, những cái hiệu ứng thì bình thường các bạn sẽ không thấy nó hoạt động cho tới khi nào các bạn bấm play thì các bạn mới thấy. Chưa? Và lúc này nè, nếu như lúc này mình bấm play thì coi như mình tiếp tục mình không thấy gì. Đây các bạn thấy không? Chưa? Mình không thấy gì. Mình chưa tắt hai cái này đúng không? Rồi, bấm Escape để bỏ play nha, mình tắt đi. Edit Process Setting. Nói tóm lại là nó không ảnh hưởng gì nhưng mà nhìn rất là khó chịu đúng không? Các bạn mình soạn video kỹ, các bạn chịu khó học một lần thôi và sử dụng sau này, đừng có bỏ bước ha. Mình đã từng soạn những cái video mà theo dạng mà mì ăn liền rồi và kết quả là mình nói thật, các bạn học nhưng mà các bạn có thể làm được nhưng mà các bạn không có hiểu ha. Tại vì mục đích của cái việc học ha, mình nói luôn là sau khi các bạn học xong thì các bạn phải tiếp tục nghiên cứu và phát triển lên cho cái công việc của mình, chứ không phải là học xong rồi ứng dụng mỗi kiến thức của cái người dạy đúng không? Nếu như các bạn học xong các bạn ứng dụng mỗi kiến thức của người dạy thì các bạn chỉ ở cái mức là mới học xong thôi đúng không? Và do đó là hình thành một cái vấn đề là ở ông này dạy hay, ông kia dạy giỏi đúng không? Ví dụ như là video mình làm như vậy rất là kỳ mà các bạn học mà các bạn nói các bạn thấy dễ quá, các bạn bỏ bước, các bạn không ghi chú thì ngày sau các bạn sẽ không hiểu. Còn nếu như mình làm mà gọi là mì ăn liền, bấm vô là thấy thì các bạn sẽ làm được, nhưng mà ngày sau các bạn vẫn không hiểu. Và ngày sau khi mà không hiểu rồi thì nghiên cứu rất là khó ha. Thì mình mong các bạn là vậy. Nếu như các bạn thấy rằng là UE này nó có tiềm năng nên học lần này thì kỹ, được chưa? Học thật là kỹ, học từ từ, có kiến thức nền tảng và làm được, và sau này sẽ mình nghiên cứu rất là dễ. Rồi lưu ý cái chuyện đó ha. Rồi bây giờ bấm play thử ha. Và tất nhiên là gì, bấm play thì không thấy gì cả.
Không thấy gì là vì hai lý do. Lý do thứ nhất là mình chưa có bật cái chế độ play, cái chế độ load khi play. Và cũng có thể là giải thích như thế này là ví dụ như tại vì tối quá không thấy gì, đúng không? Chưa? Ví dụ mình bật list lên này, đó, tối quá không thấy gì. Thì bây giờ cách giải quyết đơn giản nhất là các bạn cứ làm ngay cái này cái đã. Các bạn sẽ vào trong mục là Play Actor này. Play Actor là vào Windows đúng không? Bật cái thanh Play Actor. Các bạn cứ gọi cho mình chữ HDRI. Rồi các bạn cứ cầm các bạn quăng nó vào. Quăng vào, mục đích của mình là gì? Để mình nhìn thấy ánh sáng thôi. Còn lại nó bị trượt map hay gì đó mà kệ nó, mình đừng bận tâm. Mình cầm cái này mình kể xuống, để mình chắc chắn được rằng là mình sẽ có ánh sáng ha. Còn lại vấn đề khác mặc kệ nó nha. Nếu như mà cảm thấy nó bị trượt map như vậy khó chịu thì qua bên cái mục detail ha, bên này ha, bấm vào cái dấu răng cưa này nè. Dấu này là biểu tượng của setting ha. Chưa? Biểu tượng setting mình collapse là mình gom lại hết toàn bộ như này và mình xuống cái mục là HDRI Backdrop. Chưa? Mình vào cái mục là process ha, procession và advanced này. Advanced ha. Mình làm lại cái này. Rồi mình xóa đi ha. Mình sẽ vào, các bạn gọi cho mình từ HDRI. Tắt cái này luôn ha. Mở cái bài 2 thôi, nhiều khi cũng bị quên. Thì mình làm cho kỹ. Rồi, vào Windows, bật cái thanh là Play Actor. Rồi, các bạn gọi cho mình HDRI ha. Rồi cứ quăng đại nó vô. Rồi, cứ ok đi ha. Không có gì hết, lát nữa mình sẽ giải thích cái chuyện này sau. Các bạn cứ ok. Rồi, đúng không? Rồi, các bạn có thể kéo xuống. Chưa? Đây này ha, nó bị che cái process của mình này. Rồi các bạn kéo xuống. Và các bạn thấy là cái map nó bị trượt như này đúng không? Rồi mình chỉ cắt ha, mình để như vậy cái đã. Các bạn vào bên cái mục detail này, mình đang chọn HDRI nha. Bên cái mục detail. Đúng không? Rồi các bạn bấm vào biểu tượng setting này, mình sẽ dùng cái lệnh collapse để mình gom hết lại. Không thôi là nó sổ ra rất là nhiều. Các bạn vào HDRI Backdrop. Tiếp tục nữa là vào cái mục là advanced này, nhớ ha, advanced và chọn là view camera procession. Rồi để cái map nó canh lại ha. Lúc này các bạn kéo nó xuống để các bạn nhìn thấy. Rồi ok. Rồi thì lúc này mình đã nhìn thấy ảnh, chắc chắn là nó có ánh sáng rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình bấm play. Lưu ý ha, đừng có bận tâm HDRI gì hết ha. Có thể các bạn mà như thế này, nó bị như này đúng không? Chưa? Rồi nếu như bận tâm thì có thể kéo qua kéo về, nhưng mình nói rồi ha, đừng có để cái này nhiều quá, cứ chọn một cái đồ tường bấm phím F là mình nhìn thấy nó là được rồi. Bây giờ mình bấm play và kết quả là gì? Mình không thấy gì hết, đúng không? Rồi bây giờ mình giải thích nè. Cái chuyện này nó rất là quan trọng. Thứ nhất là những gì, hai cái level trong này nó có hai cái biểu tượng hình con mắt này, đó là bật tắt ở trong viewport. Ví dụ như đơn giản đúng không? Ở trong viewport này nè. Sau này mình muốn làm về nội thất bên này đúng không? Thì mình tắt cái này đi cho nó nhẹ. Hoặc là sau này mình trồng cây rải cọ mà bên này mình làm xong rồi lót rất là nặng thì mình tắt đi. Thì đây là cái lúc mà ở trong viewport. Còn lại là để mà ví dụ như mình có làm những cái loại vật liệu phát sáng hay vật liệu chuyển động, hay là làm về gọi là dùng cái từ là vật liệu light function, hoặc là làm đèn đếm ít chẳng hạn ha. Thì lúc này mình phải bấm play. Và hiện tại bấm play không thấy gì hết. Thì lúc này mình chọn cái này, giữ phím shift ha, hoặc là control chọn hai cái, bấm chuột phải. Các bạn chọn cái mục là gọi là change stream methods, là cái phương đổi cái phương án ha. Và mình chọn là on gate loss ha. On gate loss là có nghĩa rằng là gì? Là nó luôn luôn loss cái này. Và bây giờ mình bấm play. Thì các bạn thấy không? Đây, nó đã loss ra rồi. Rồi, nói luôn cái này. Ví dụ như bây giờ là các bạn cùng muốn là gì? Khi mình play á, nếu như mình bật tắt ở trong này thì khỏe rồi đúng không? Bật tắt ở trong này là hiển thị đây. Mình muốn khi play mình chỉ nhìn thấy cái gọi là lên kép thôi, và mình không muốn nhìn thấy những cái đối tượng này, tại vì càng nhiều đối tượng thì khi play nó càng nặng. Thì lúc đó ở trong cái chữ home này đúng không, các bạn bấm chuột phải chọn chữ là cũng là change stream methods, và các bạn chọn là gì, blurring. Rồi bây giờ mình play thử ha. Đây thì lúc này play các bạn thấy gì? Rồi nó chỉ hiện thị ra cái mà phần mà mình chọn on gate loss thôi. Và bây giờ mình muốn trở lại thì home này đúng không? Đấy. Thì nói tóm lại là nó có hai cái phương án đúng không? Thứ nhất là ẩn hiện ở trong này thì không có gì để nói rồi. Chưa nè. Còn mình muốn là khi mình play mà đối tượng nào hiện thì mình sẽ cho nó on gate loss, còn đối tượng nào không hiện thì mình sẽ cho nó là blurring. Rồi, tới lúc này là mình xong cái phần này ha. Và mình hy vọng là không có bạn nào hỏi mình cái vị trí level này. Cái chỗ nào cũng nên hỏi, nhưng mà sự thật là các bạn đừng có nên làm sai cái chỗ này ha. Vì mình thấy là
nó rất là đơn giản, nó còn vài thao tác thôi. Rồi cả process này chưa lưu này, bây giờ mới lưu. Và bây giờ đã xong hết rồi à, thì các bạn lúc này các bạn hãy lưu ở dưới này chưa. Và các bạn thấy nó hỏi như này, bấm lưu và nó lưu rất là lâu. Hồi nãy bởi vậy là mình nói các bạn là ngay lúc đầu đừng có bấm lưu là vậy đó à, khi mà nó lưu như này là hầu như mình không làm gì được hết ha. Và máy của mình tải rất là lâu. Rồi tiếp theo là trước khi qua những phần kể tiếp, mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách xuất từ SketchUp chưa. Còn lại là trong lớp học cậu bạn làm Revit thì tự làm nha. Tại vì mình lâu rồi mình không có sử dụng Revit, từ hồi mình sử dụng 2009 tới giờ này, ha, mình không xài nữa. Rồi cứ để cho nó lưu đi ha. À, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình mở các bạn cái file là phần 2 này. Bạn nào mà sử dụng SketchUp thì các bạn xem tiếp ha. Đây cũng là cái file 3D đó luôn ha. Đây cái file 3D đó nhưng mà mình đã xuất qua SketchUp rồi. Đó các bạn thấy không, nó lưu rất là lâu đúng không? À, bởi vậy hồi nãy mà đang làm mà đang quản lý level mà lỡ mà bấm lưu một phát là đợi rất là lâu rồi, rất là bực bội đúng không? Rồi. Các bạn đợi tí ha, mình đang mở bên SketchUp. Các bạn cố gắng gọi là lo cho cái kiến thức của những cái phần mềm 3D mà dựng hình rồi render cho nó ổn ha. Thì qua đây các bạn học rất là khỏe. Tại vì mình thấy có nhiều bạn cũng bên lập kiến trúc thì mình không hiểu, mình không biết nhiều. Tại vì đa phần là các bạn là dân kiến trúc thì các bạn phải giỏi mấy cái đó rồi. Nhưng mà bên cái lập event đó là hầu như là các bạn học qua UE5 mà cái phần dựng hình bằng 3D Max hay là SketchUp là rất là yếu. Và mình suốt ngày mình chỉ đi sửa bài thôi, sửa những cái lỗi, ví dụ như là lỗi về UV đúng không? Đó, lỗi về UV bên đó thì xài nhiều màn hình LED, mỗi lần phải canh UV này nó rất là cực. Cứ có kiến thức nền tảng những cái phần mềm 3D rồi qua bên này mình học nó rất là khỏe. Có nhiều bạn ví dụ như là chưa học V-Ray, chưa render V-Ray hay Corona thì qua đây học ánh sáng là làm rất là cực ha. Nhưng mà có khó mày khó, mình cố gắng thì chắc là được thôi, không để nỗi nào. Cứ làm bài tập rồi mình sửa bài cho ha. Cái bài tập đầu tiên thì có thể nó không có đẹp lắm, nhưng mà cứ từ từ nó sẽ đẹp lên. Đó, mình đang mở file SketchUp ha. Các bạn lưu ý là video một bài như vậy là tầm khoảng 1 tiếng rưỡi, nhưng mà mình đang trình bày tại 4 cái chủ đề. Thì có nghĩa là nói nôm na là một chủ đề như vậy, thay vì mình phải tách ra làm 4 video thì nó ngắt quãng đúng không? Thì các bạn nhớ là một cái chủ đề như vậy thì nó rơi tầm khoảng chừng 15-20 phút thôi. Đừng có ngại cái vấn đề đó ha. Rồi bây giờ mình đã xuất qua đây. Đây là cũng là cái file đó và mình đã để bên SketchUp đúng không? Rồi khi mà qua bên SketchUp thì đầu tiên là các bạn cũng nhớ là các bạn cũng vào cũng phải tải DataSmith cho SketchUp ha. Chứ đừng có quên cái bước đó rồi hỏi sao không có DataSmith. Sau khi cài DataSmith trong SketchUp xong thì các bạn vào View này đúng không? Vào toolbar này và bật cái thanh đó lên. Đây cái thanh này. DataSmith. Yeah. Rồi ở trong này thì có một số cái lưu ý. Thứ nhất là nếu như các bạn đang để nhiều scene ha, các bạn hay tạo những cái góc cam á, thì các bạn xóa hết đi. Không có để scene nào hết. Chưa? Yeah. Và các bạn nhìn phía cái phần tab này. Tab này là do là size từ 2020 đúng không? Thì mình đang để ở trong là đây, mình đang để trong hai cái tab. Chưa? Yeah. Ở trong này bạn nào mà tìm ra cái chỗ mà xuất selected như bên bên Mac thì các bạn làm ha, còn mình thì mình sẽ quản lý như này cho nó dễ, mình xuất cái nào thì mình sẽ ẩn cái kia đi. Rồi ok ha. Rồi lưu ý là mình cân nhắc khi mà các bạn sử dụng SketchUp nha, mình sẽ cân nhắc các bạn vấn đề này là có nghĩa là trong SketchUp là các bạn thiết kế như thế nào mà nó liên quan tới component, những cái thành phần mà giống nhau, những cái thành phần chung một group hay gì đó, thì các bạn nên tự bản thân mình kiểm tra trước là trước khi mà làm cái bài tập này, các bạn nên vẽ ra những cái khối, có những cái khối nó chung một cái component hay là có những cái khối nó tách riêng, và các bạn thử xuất qua bên kia để xem ha. Các bạn xuất qua bên kia là để xem là UE nó đối xử như thế nào. Và rất là nhiều bạn nói là xuất qua bên kia là hầu như là nó sẽ tách hết toàn bộ thì do đó là cái phần vấn đề quản lý thiết kế của SketchUp là các bạn nên xem lại nha. Chưa? Rồi bây giờ trước khi xuất thì các bạn phải lưu ý là các bạn vào cái mục là thứ nhất là cái mục là Material đây đúng không,
các bạn bấm vào cái biểu tượng này nè, biểu tượng ha. Đây, thì đây là chính là nơi mà mình đã đưa những cái gọi là tester vào, và các bạn nên xóa hết đi. Thứ nhất, lưu ý thứ nhất là nếu như có nhiều sin, đúng không? Nếu như có nhiều sin thì các bạn xóa hết đi, không trừ một cái sin nào hết, không trừ một cái cam nào hết. Bước thứ nhì là các bạn vào cái mục material, bấm vào biểu tượng in model này, bấm vào đây đúng không? Và chọn cả là gì? Burger unseal là xóa những cái gì không sử dụng. Theo như kinh nghiệm thì nên xóa hết đi, còn không thổi qua bên cái file UN nó rất là nặng ha. Tiếp tục là vào một component cũng vậy, chưa? Component cũng giống như vậy. Rồi tiếp tục ha, nó đang load này ha. Component là những cái file thư viện mình đưa vào mà mình không xài tới. Rồi ha, có những cái mình không xài tới, bấm vào này và cũng chọn cái nào luôn ha. Burger unseal. Rồi là tự động ha, tự động nó sẽ xóa hết. Ok, và nếu như mà các bạn có nhiều sin thì mình nói rồi đúng không? Các bạn có nhiều sin thì các bạn xóa đi, và các bạn để trên, đưa nó vào layer như thế này. Bây giờ mình xuất ha, trước khi xuất mình sẽ tạo ra cho các bạn một cái dự án nữa. Đó, thấy không? Nó vẫn đang còn lưu thấy không? Chưa? Rồi, trong lúc quá trình nó lưu 3D thì mình nói luôn cái này là hồi nãy mình quên. Là khi mà các bạn thiết kế 3D và các bạn xuất vào thì các bạn bấm phím số 8 nha. Số 8, các bạn nhìn cái bảng này. Số 8 ha. Lưu ý là khi mà mình nói bấm phím là bấm những cái phím phía bên bàn phím chữ nha. Chưa nè, còn bây giờ mình bấm số 8 phía bên bàn phím số này thì nó không ra gì hết nha. Bàn phím chữ bấm số 8. Và nếu như bạn nào mà đang render bằng chức năng ha, bằng cái tính năng mà sử dụng ánh sáng của physical camera chưa, thì trước khi các bạn xuất qua thì các bạn lưu ý là các bạn xóa này đi. Chưa nè, còn không là qua bên đó thì nó sẽ xuất hiện thêm một nguồn ánh sáng nữa. Mà sau này mình học tới cái bài Post Process Volume thì lúc đó nó sẽ bị đùng nhau và nó tồn tại rất là nhiều cái nguồn ánh sáng. Còn như bài là cứ mỗi lần xuất file qua là nó sẽ tồn tại một cái nguồn ánh sáng. Thì nhớ hồi nãy mình quên cái này ha, các bạn gõ phím số 8. Nếu như file này các bạn render bằng camera ha, render bằng nguồn sáng của camera, physical camera hay là V-Ray F-Loser Control gì đó, thì các bạn bỏ đi, các bạn chọn No F-Loser Control để nó chỉ xuất model và tester qua thôi, và mình sẽ làm ánh sáng bên đó. Rồi đó là cái lưu ý nha. Rồi bây giờ mình tốt nhất là mình sẽ tạo ra một cái UE nữa ha. Mình làm rời cho các bạn dễ hiểu. Rồi mình sẽ vào kiến trúc luôn đúng không? Mình sẽ vào lên luôn ha, phần 2 này. Vô trong này luôn đúng không? Mình sẽ đặt tên là process 3 nha. Process 2 đi ha cho dễ hiểu. Rồi, create nó. Rồi, các bạn đợi xíu ha, nó đang load lên. Rồi đây ha, process 2 này, và mình cũng vào y chang như vậy ha, cứ mở ra rồi vào cái phần 2 process 2 này đúng không, my process 2 này. Mình sẽ vào content này, tiếp tục tạo ra một cái thư mục. Nhớ là các bạn cứ học theo cái phương án cái đã, phương pháp, rồi sau này học giỏi rồi thì tự mình điều chỉnh ra những cái phương án riêng cho mình ha. Rồi bây giờ mình mở SketchUp đây. Nó đang lưu nó rất là nặng ha, các bạn chịu khó đợi nó một xíu. Rồi ok ha. Các bạn lưu ý là bây giờ mình sẽ xuất cái home đúng không, thì mình sẽ tắt cái bao cảnh đi. Rồi ok ha. Các bạn bấm vào cái biểu tượng này, export to datasheet file. Mình sẽ vào là desktop, hôm nay là bài số 2 đúng không, phần 2. My process su content su này đúng không? Rồi mình đặt tên ở đây. Rồi các bạn xem lại ha. Rồi các bạn đợi nó một xíu. Rồi tiếp theo ha.
Tiếp theo là các bạn sẽ tắt cái bật cái bao cạnh lên đúng không? Rồi tắt cái này đi. Rồi công việc y chang như vậy. Phần 2 này đúng không? Module My Process Tool Contain đây. Rồi hồi này có home rồi đúng không? Rồi xem lại đúng không? Rồi bây giờ công việc của mình sẽ y chang như hồi nãy, nhưng mà mình vẫn làm thêm một lần nữa đúng không? Rồi cái này xong rồi ha, mình tắt luôn. No đi nè. Rồi bên này sale xong rồi đúng không? Tạm thời mình thu nhỏ lại đi ha. Lát nữa mình còn phải dùng tới cái này. Unlit nè. Unlighting ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái Microsoft Show. Rồi làm y như hồi nãy ha. Ở bên mục này đừng có, không cần mà phải import gì hết, mình cứ làm y như hồi nãy. Vào file chọn new ha, bây giờ mình chỉ làm thôi. Empty nè. Create nè ha, lưu lại đặt tên là home này. Save lại ha. Rồi data smith có luôn rồi ha. Vào file import. Rồi Microsoft Content đúng không? Su. Rồi home này đúng không? Rồi ok, giống như hồi nãy. Nhớ là ha, máy của các bạn có thể, đây là mình tắt đi, hồi nãy mình đã làm một lần rồi thì nó đã giữ lại. Rồi tiếp theo ha, mình bấm lưu lại nè. Mà mình vẫn có một cái cảm giác như là xuất từ SketchUp qua, các bạn nó cảm giác đó nha, mình thấy nó có vẻ nó không có mượt bằng 3D ha. Cái này các bạn có thể kiểm tra trên cái file của mình ha, này là cảm giác thôi. Rồi bây giờ mình vào file, mình chọn new ha, mình chọn MG. Rồi tiếp tục y chang như vậy, lưu lại, này đặt tên là landscape. Rồi save lại ha. Các bạn cứ làm bình thường vậy thôi ha, file import. Rồi rồi sau khi xong rồi thì mình làm gì, mình sẽ tạo ra một cái level nữa đúng không? Mình tạo ra một cái level nữa và mình sẽ có nhiệm vụ là mình kết nối nó lại. Rồi được luôn rồi đúng không? Save lại luôn. Vào file chọn new level, empty, lưu lại đúng không? Và mình sẽ đặt tên là process. Rồi mình cũng vào window level. Chưa? Và mình sẽ kết nối hai cái này lại. SSTIN ha. Chọn home nè. Đúng không? Landscape open. Rồi mình hiểu rồi ha, bật tắt như nào mình hiểu rồi thì mình làm luôn. Change stream methods và on gate loss. Rồi ở đây nó cũng có hình dấu sao là chưa lưu đúng không? Thì mình tiện tay mình lưu lại luôn. Lưu ở đây cũng được, cũng nhanh thôi. Chỉ có khi nào mình lưu ở cái cuối cùng là mình lưu ở giữa content này thì nó rất là lâu. Rồi cũng y như cũ đúng không? Chắc chắn là mình không thấy gì rồi. Unlighting thì có thể là mình thấy đúng không này? Thì làm như hồi này đi cho nó nhanh, để cho mình nhìn thấy nó cái đã. Mình sẽ chọn là HDRI đúng không? Rồi HDRI. Rồi process map nó bị trượt, mình không cần phải làm cái đó nữa, để cho mình hiểu thôi ha. Rồi bây giờ mình chỉ cần bấm play mà nó hiện ra là ok. Rồi ok ha. Chưa? Cái này là máy của các bạn không bị đâu nha. Máy của mình đang chạy tới 3-4 cái UE ha, và nó có cái tính năng gọi là lumen, nó chưa có load kịp thôi. Máy của bạn, các bạn không bị cái phần này nha, đừng có để ý tới phần này. Rồi bây giờ mình sẽ ok ha, mình tắt cái này đi. Rồi cái mà mình cần nói tới với các bạn nữa là cái phương án, là hồi nãy giờ mình đã nói với các bạn là cài đặt đúng không? Rồi cái cách để mà vận hành giữa các phần mềm ha. Lát nữa mình sẽ nói với các bạn là nếu như mình xuất định dạng file FBX vẫn được, và quản lý level chưa, tối ưu cấu hình máy đúng không? Rồi bây giờ nó sẽ nảy sinh ra một cái chuyện nữa là
là mình sẽ chỉnh sửa như thế nào. Rồi ví dụ ha, mình làm trên phần mềm 3D ha, còn những phần mềm khác thì các bạn làm tương tự như vậy. Rồi ví dụ là bây giờ vì lý do gì đó đúng không, vì lý do gì đó khách hàng thay đổi phương án, mình ví dụ mình sẽ vào group, mình chọn in group ha. Rồi ví dụ về vì lý do gì đó khách hàng thay đổi phương án và mình làm sao để mình cập nhật cho nó nhanh chứ mình không phải xuất lại. Mình cái này mình ví dụ thôi nha. Convert to Bully. Đó, mình ví dụ hai cái ha. Rồi mình chỉ làm khúc này thôi ha. Bạn nào đừng có để ý tới những vấn đề này nha. Rồi nó không, chắc chắn nó không bằng nhau rồi đúng không? Rồi thì bây giờ giả sử khách hàng thay đổi phương án như vậy đó, ví dụ như vậy đó, thì bây giờ mình chỉ cần xuất hai anh này đúng không, và thay đổi phương án nào thì mình xuất từng cái một cũng được, để tại vì nó riêng, ví dụ anh này đúng không. Rồi mình chọn nó, mình vào file export selected. Lúc này là mình nhớ là 3D Max nha. Mình chọn là phương án 1 đi ha. 1. Rồi tiếp tục anh này. Rồi vào file chọn export selected. Rồi cái này là 2 đi ha. Đó các bạn thấy không, lý thuyết nó đơn giản lắm. Lý thuyết nó chỉ vậy thôi đó. Lý thuyết chỉ có thay đổi còn phương án vậy thôi. Còn ra thực tế thì nó tùm lum mà. Vậy là mình khi mình học, mình thực hành trên cái file mà được nói chung là được cái người hướng dẫn đưa sẵn rồi thì nó dễ lắm. Tại vì mình cam đoan với các bạn là file này mình đã sửa hết tất cả các lỗi rồi, sự thật nó là vậy. Chưa? Nhưng mà tới khi mà mình làm thực tế từ một cái file mà mình thiết kế ra thì nó có vô số vấn đề. Và các bạn cần phải làm bài tập để mình sửa bài là vậy ha. Bây giờ có tình trạng là các bạn thích gọi là tự học qua video rồi gọi là mua video về rồi muốn làm gì làm, muốn học, đang học bài 1 rồi buồn buồn nhảy qua bài 20. Đúng không? Còn bây giờ phải học theo cái nguyên tắc thì hơi khó cho các bạn xíu, nhưng mà cố gắng lên ha. Rồi bây giờ mình có hai phương án vậy. Bây giờ mình ví dụ, rồi mình tới đây. Rõ ràng hồi này khách hàng thay đổi này đúng không? Cách thứ nhất đơn giản nhất là mình xóa nó đi rồi mình import nó vô đúng không? Nhưng mà làm vậy có vẻ nó hơi thủ công xíu. Mình chuột phải chọn nó ha. Chuột phải chọn Browse to Access. Nó là cái này. Các bạn chỉ cần bấm chuột phải vào nó, các bạn chọn cái mục là nếu như mà các bạn chọn re-import không thì có lúc là nó cập nhật nhưng mà nó vẫn không có hiểu, thì các bạn hạn chế làm là luôn cái phương án re-import. Mà các bạn bấm vào nó, các bạn chọn luôn là re-import with new file để cho nó chỉ đến cái file đó luôn, file đó là file số 1. Là các bạn thấy không, chuột phải browse to access re-import with new file luôn, file số 2. Thì đó là cái cách mà mình sẽ làm rất là nhanh. Còn nếu như mà không làm cách đó thì mình xóa đi. Ví dụ mình xóa đi đúng không? Đây mình xóa đi. Giả sử mình xóa nha. Mình xóa đi. Nó là DataSmith thì mình sẽ vào DataSmith, mình file import, mình import nó vô. 1, 2. Rồi mình xem ha. Và nó tự động sẽ vô đúng như này. Thì đó cũng là một cách, cách nào cũng được hết. Đó là cái cách mà lợi có thay đổi gì đó ha. Rồi còn nếu như mà ở trong này nè ha. Ở trong này mình sẽ nói luôn một cái nữa. Ví dụ như là cái này là mình trường hợp mình xuất cái file gọi là dùng cái từ là file FBX thì mình cách làm như thế nào. Ví dụ như là mình sẽ chỉ các bạn là ví dụ như là vì một lý do gì đó mình cần phải xuất cái file này qua ngay phần mềm 3D để mình chỉnh sửa ha. Mình cần xuất cái file này qua phần mềm 3D mình chỉnh sửa file này ha. Thì mình bấm chuột phải vào nó này, mình chọn Browse to Access. Các bạn lưu ý cái này cũng có lúc mình làm nha. Rồi đây đúng không, các bạn bấm chuột phải Exception và các bạn chọn mục là Export. Rồi mình export ra desktop ha. Rồi mình sẽ nhớ ha, mình tạo thư mục A này. Rồi mình có thể mình lưu tên đúng không? Lưu là W đi ha. Và mình chọn là FBX, xuất FBX qua ha, xuất từ UE qua. Rồi nó hiện ra cái bảng. Các bạn mình đã thử rồi, các bạn cứ giữ nguyên hết, chọn export. Chưa? Lúc này mình sẽ mở 3D lên. 3D này xong rồi mình new ra một cái mới ha. New on này. Đông xem. Mình vào file, mình chọn là import, mình import cái file đã qua. Desktop nó là A này đúng không? File này. Đây các bạn thấy ha. Nhớ là khi mà các bạn import một cái file FBX vào phần mềm 3D Max, có nhiều lúc mặc định nó sẽ chọn cái này, nó sẽ chọn auto revisit nha. Thì các bạn nhớ là chọn là Autodesk Manual Assignment. Rồi ok.
để các bạn thấy nó xuất qua đúng không? Dạ, tất nhiên là nó không có qua vật liệu đâu ha. À, tại vì trong cái thư mục nó xuất qua thì nó cũng không có đi kèm vật liệu. Nhưng mà mình có thể tận dụng cái tính năng này để mình nhiều khi mình cần làm một cái vận, mình cần thay đổi một cái độ tường gì đó ở bên 3D. Rồi bây giờ ví dụ ha, ví dụ như vậy. Rồi, ví dụ như bây giờ là cái tâm của độ tường này, mình làm một cái thao tác đi ha, cái tâm của độ tường này đang nằm đây này. Chưa? À, mình có thể là giả sử như là mình dời cái tâm này qua chỗ khác. Chưa? À, bây giờ mình làm cho dễ đi ha. Mình xóa bớt cái này đi để cho các bạn nhìn thấy cái sự thay đổi luôn ha. Rồi, mình lại xuất cái này ngược lại. Và đây cũng là cái thao tác để các bạn import một cái file FBX, xuất một cái file 3D từ UE qua phần mềm thông qua định dạng FBX nha. Rồi mình vào file, mình lại tiếp tục mình export selected. Bây giờ mình không dùng DataSmith nữa mà mình đang nói với các bạn về FBX. Cái này mình để là phương án, nó là W đi ha, Windows đi ha. Rồi mình không chọn DataSmith mà mình muốn là FBX. Rồi các bạn nhìn trong này tìm chữ FBX ha. Ngay trên đầu tiên Autodesk FBX. Rồi file của mình tên là WE đúng không? Rồi save lại. Rồi nhớ nha, vô tình gì đó ha, trúng Autodesk Moonbox này, vẫn giữ nguyên là Manager và Environment. Ok. Rồi bây giờ mình mở file. Cách để đưa file FBX vào thì như thế nào? Chuột phải. Rồi mình lưu ý thêm một cái nữa này, nếu như các bạn đang ở on này ha, các bạn bấm chuột phải không được này. Đó là những cái mà trong khóa học mình sẽ lưu ý hết cho các bạn để khi mà mình làm việc mình không có phải khổ. Đây đúng không? Có nhiều bạn hỏi là tại sao em bấm chuột phải không được? Là tại vì là tất cả đều nằm trong content là cái mình cần làm việc, còn enzyme này mình sẽ học sau. Những cái plugin của mặc định của UE5 ha. Thì mình sẽ vào là on, nếu như mình đang ở on mình bấm không được thì mình vào content, nhớ cái đó ha, chuột phải. Đây là mình cách mình import tất cả mọi thứ. Sau này tester hay gì đó mình sẽ import cách này. Và bây giờ là FBX. Rồi FBX là mình hồi nãy mình để chữ A đúng không? WE này. Rồi giữ nguyên hết, chọn F import all. Rồi và các bạn thấy là vô tình nó có nhảy qua thêm mấy cái vật liệu đúng không? Chưa? Và mình chỉ xài này thôi, mình kẹt nó vào. Rồi gọi chữ F. Đây nó hiện ra các bạn này, các bạn chưa học tới các bạn này ha. Bài kế tiếp các bạn mới học tới cái bạn này, các bạn cứ bấm ok cho mình, không ảnh hưởng gì hết. Thì đó là cái cách mà mình sẽ xuất từ một cái file, mình lấy một cái ở trong này người ta gọi là static mesh ha, một cái asset chẳng hạn. Một cái độ tường 3D trong này gọi là static mesh, còn hay gọi là một cái asset từ bên UE qua phần mềm 3D khác để mình chỉnh sửa gì đó và mình xuất ngược qua lại. Chưa? Mình còn như DataSmith đúng không? Hồi này, ví dụ như là hồi nãy bây giờ là mình cũng có thể xuất DataSmith chẳng hạn. Chưa? Mình xuất FBX qua để mình chỉnh sửa. Đúng không? Sau khi chỉnh sửa xong rồi mình có thể là gì? Mình xuất ngược lại vào file này, export selected, và bây giờ mình xuất ngược lại. Mình để trong này luôn ha. WD đi. Rồi bây giờ mình thử mình chọn là DataSmith vẫn được thôi. Rồi ok. Rồi mình sẽ vào lại phần mềm 3D đúng không? Yeah, bây giờ mình thử mình import một cách bình thường. Vào lại UE đúng không? Mình DataSmith file import, mình thử cái file đó là WD. Ok. Rồi import luôn. Rồi, các bạn thấy đúng không? Đây nó đang nằm đây. Gọi chữ F. Nó đang nằm đâu rồi? Hồi nãy mình quên ha. Hình như là nó để mình xuất lại đi ha. DataSmith file import WD. Ok. Import. Rồi gọi chữ F ha. Rồi các bạn bấm chữ F đúng không? Ở đây, nó ở đây. Chưa? Hoặc là sau khi mình sửa xong thì mình cứ re-import with new file. Thì đó là cái phương án mà mình hướng dẫn cho các bạn là nếu như cần thì vẫn có thể lấy một cái file 3D từ bên này qua một cái asset ha. Ở trong này gọi là asset hay là độ tường static mesh qua bên phần mềm 3D và chỉnh sửa ngược lại. Lưu ý là các bạn sai SketchUp thì các bạn có thể thử nha.
cách chấp hoặc revis, tại vì mình sẽ hướng dẫn trên một cái phần mềm cụ thể. Chưa nè. Rồi đó là nội dung của cái bài học hôm nay, là mình đã giúp các bạn làm được những cái việc như thế này, cài đặt một cái những cái plugin ha, tối ưu hóa file file và những cái lưu ý, những cái thao tác khi xuất file chưa. Và giả thiết đặt ra là nếu như các bạn xài một cái phần mềm Maya chẳng hạn ha, khi mà các bạn xài Maya chẳng hạn, hay là một cái phần mềm nào đó mà nó không có hỗ trợ, thì cái thao tác mình vừa làm đó, tất cả các phần mềm 3D đều có hỗ trợ xuất định dạng FBX. Và sau khi xuất FBX xong rồi thì các bạn cứ bấm chuột phải cái import vô, thì mọi việc vẫn y như cũ lại. Còn quản lý level là cái mà mình cần phải lưu ý rồi, đúng này. Rồi bây giờ là tới cái phần bài tập. Cái phần này là quan trọng nhất của cái buổi học hôm nay này. Là nếu như mà các bạn đã, rồi mình sẽ nói tới phần bài tập ha. Nếu như mà các bạn có luôn những cái dự án, có luôn những cái dự án thì nó thì các bạn lấy luôn các bạn làm. Và các bạn lưu ý với mình một điều thôi, là những là vì lý do cá nhân nào đó, các bạn không muốn gọi là gì, cho mọi người biết là các bạn đang học bên mình. Cái chuyện này là chuyện cá nhân, mình không có nói gì hết, tùy các bạn ha. Có thể là mình đang dạy khóa event một rất là nhiều bạn đúng không, nhưng mà có những bạn là nói là vì lý do cá nhân là yêu cầu mình là không có để lộ danh tính, ok, cái đó là cả bình thường đúng không, đâu phải lúc nào mình đi học mình cũng cần mọi người biết đúng không. Rồi cái đó chuyện bình thường, mình không đề cập gì hết, là mình nhận hướng dẫn cho các bạn là mình hướng dẫn, nhưng bài tập của các bạn mình sẽ công khai, mình nói trước nha. Thì do đó nếu như mà các bạn sử dụng bài tập mà các bạn lấy từ cái nguồn nào, chưa, các bạn lấy từ cái nguồn nào thì các bạn cho mình luôn cả link nha, cho mình luôn cả link, hoặc là các bạn ghi cho mình là sau này nộp bài là ví dụ như là UE thì UE 5 thì chắc chắn là các bạn làm rồi. Nhưng mà ví dụ là model thì lấy từ link từ nguồn nào đó. Nếu như các bạn lấy nguyên một cái suộc file 3D, còn các bạn mà lấy xong rồi các bạn chỉnh sửa, các bạn chỉ làm gửi chỉ coi nó là cái ý thôi, rồi các bạn dừng lại ha, thì các bạn cho nguồn hay không cho nguồn cũng được, tại vì lúc đó đúng không. Nhưng mà tốt nhất là nếu như mà các bạn lấy từ đâu thì các bạn cứ ghi cả nguồn ra cho nó khỏe, khỏi phải mất công là sau này, tại vì vấn đề bây giờ nó nói chung rất là nhạy cảm đúng không. Thì mình lưu ý các bạn như vậy. Ngay cả cái bài này của một cái bạn học viên làm này, các bạn học viên trên lớp làm, và các bạn lên trên mạng, các bạn tham bạn đó tham khảo một cái file chưa, và mình đã nói trong này rồi đúng không. Đây là bài một cái bạn học viên làm và có tham khảo một cái file 3D từ một cái nguồn miễn phí ở trên mạng đó, ví dụ vậy, và cho nó đơn giản đúng không, chứ cũng ai dành công làm gì mấy cái này. Rồi và bài tập mình yêu cầu ha, xong cái buổi hôm nay các bạn nộp cho mình một cái file mà các bạn đã xuất qua, đã xuất qua, và nộp luôn cho mình cái suộc 3D để mình kiểm tra 3D hay là cái chấp. Còn bạn nào sai Revit thì thôi khỏi nộp ha, tại vì máy mình không có cài Revit, khỏi nộp cho mình cái suộc Revit chưa, tại vì máy mình không có cài, lâu rồi mình cũng không có xài tới. Thì cái bạn nào sai Revit thì và chịu khó tự lo thân nghe, tại vì trong nhóm của mình có bạn sai Revit, chịu khó nha. Rồi và cho mình cái file các bạn đã xuất qua, và các bạn nên suy nghĩ luôn ha, nên suy nghĩ luôn là tìm một cái file cho nó phù hợp, và cái file này sẽ là cái file mà mình làm bài tập từ đây tới cuối khóa luôn chưa. Và mình yêu cầu biệt thự hay là sân vườn hay là cái gì cũng được, nhưng không được làm chỉ là một cái nội thất đơn thuần, tại vì mình không muốn làm, mình không muốn học viên làm bài tập như vậy. Ví dụ như cái bài này chẳng hạn đúng không, đây đẹp hay xấu gì không biết, mình không quan tâm, nhưng mà mình không cho làm bài tập như này nữa, làm bài tập như thế này nó nhàm lắm đúng không. Làm bài tập như thế này là chỉ có một cái file, một cái nội thất, rồi phòng khách phòng ngủ, rồi đi lui đi tới, rồi sau này muốn đặt những cái loại camera thì nó có nhiều loại đúng không, các bạn đặt được có một cái góc cam mà, rồi mình dạy về cái bài, mình hướng dẫn cho các bạn tới cái bài mà xuất ảnh hậu kỳ phim, rồi mình cũng không có cái đất để mình diệt đúng không chưa. Ví dụ như camera sử dụng hiệu ứng bài 11, camera rung lắc chẳng hạn, thế đi vô trong nội thất làm sao mà lắc được đúng không, lắc đi ra ngoài sân vườn mới lắc đúng không. Rồi mình dạy về những cái loại cam đúng không, ví dụ như là sử dụng ship lens này, sử dụng plug-in ship lens này là chủ yếu là dùng cho ngoài cảnh, còn mà trong nội thất nó nhỏ quá thì mình cũng không xài, hoặc là mình sẽ đặt những cái camera về rig rail hay là camera rig rail, mà cái này mà xài nội thất thì không biết đặt vào chỗ nào. Ví dụ như camera nó sẽ đi theo đường dẫn, dẫn giả sử như là sau này mình
Vui thôi ha, mình để một cô ở đây đúng không? Lúc đó là camera mình cứ đi ha, cứ đi rồi cứ cứ tiêu điểm là cứ nằm đây. Thì đó, để cho mấy camera nó đi theo đường dẫn. Bài này làm chưa xong ha? Bài này chưa làm xong. Chưa, thì đó là mình đặt những cái góc cam để mình mô phỏng. Chứ mình làm cái bài con nội thất không ha? Thì các bạn cho mình cái bài tối thiểu là có đầy đủ. Chưa, những cái sau này mình không cần làm cũng được. Mạnh mình mạnh thì mình trồng cây vô, còn không thì mình lấy background mình bỏ vô cũng được. Nhưng mà cơ bản nó phải như này. Chưa, cơ bản nó phải đầy đủ. Và mình yêu cầu là tại vì trong khóa học này có liên quan tới DMX. Và mình yêu cầu trong bài tập các bạn phải làm cho mình một cái hồ bơi nha. Bạn nào không có là tới lúc đó làm bài là không có làm nhạc nước được. Chưa, mình yêu cầu các bạn cố gắng lừa cái bài nào thì làm ha. Đục khoét gì đó ra được cho cái hồ bơi. Để sau này mình học tới bài DMX để mình còn làm nhạc nước đúng không? Làm nhạc nước rồi bật nhạc lên rồi làm nước phun, rồi có thể là mình sẽ bổ sung những cái plugin rồi làm những cái đài phun nước chẳng hạn ha, hay là một cái phong cảnh hồ nông bồ gì đó để cho cái bài tập, cho cái khóa học của mình nó sinh động hơn một xíu. Tại vì nếu như mà mình nói rồi mà ha, cái này nếu như mình làm nước chảy nữa thì nó đẹp. Tại vì nếu như mà mình ứng dụng UE5 mà mình cứ làm cái bài tập nội thất hoài thì nó nhàm lắm. Chưa, nó rất là nhàm khi mà mình làm một cái bài tập mà cứ mình không nên sử dụng UE5 cho cái vấn đề là đi tới đi lui một cái nội thất, mà các bạn nên như này đúng không? Phong cảnh như thế này rồi nước chảy rồi âm thanh rồi róc rách rồi thư viện cả bơi rồi gì gì đó. Thì chắc chắn là khi mà cái đó là một cái công trình phụ thôi, không tập trung vào cái vấn đề của mình. Nhưng mà bài tập là như vậy. Còn bài nào mà khó quá về vấn đề kiểm cả nguồn tài nguyên để làm thì cái này là bất đắc dĩ ha. Thì mình sẽ đưa luôn, mình sẽ gửi luôn cho bạn, các bạn và các bạn làm lại cái bài này. Và các bạn làm theo ý của các bạn. Nếu như mà các bạn khó khăn quá về cái nguồn tài nguyên, về dựng hình ha, hay là về những cái công trình gì đó, thì trong cái mình gửi cho các bạn cái phần 2 là có luôn cái bài này. Phần 2 này, nó là một cái bài, nó là chỗ này ha. Rồi mình mời các bạn xem. Cái bài này học một bạn học viên lớp trực tiếp vẽ lại ha, vẽ lại từ một cái nguồn bạn đã xem mà tham khảo trên mạng. Mình không quan tâm những cái vấn đề đó ha, tại vì đó là việc của 3D. Các bạn lấy nguồn nào các bạn ghi, còn lại cái việc của mình là lo cho các bạn học UE5 chứ không phải 3D ha. Và mình khuyên các bạn là đừng có chọn những cái mà đẹp sẵn ha. Các bạn nên làm từ cái mà từ chưa có gì các bạn làm nên. Thì lúc đó mới lãnh hội được kiến thức của khóa học. Trên này. Rồi các bạn đợi chị mình mở lên ha. Mấy cái này là vui thôi ha, mấy cái này là vui thôi, không quan trọng. Khóa này mình sẽ trình bày các bạn đầy đủ ha, còn hệ thống menu đầy đủ hết, tất cả mọi thứ các bạn thấy khi mình bấm play là các bạn biết rồi đúng không? Đây ha, camera ha, rồi đi theo, rồi mình sẽ có âm thanh, rồi đầy đủ hết mọi thứ ha. Khóa này mình sẽ lo cho các bạn đầy đủ mọi thứ. Rồi, nếu như bạn nào mà khó khăn về cái nguồn tài nguyên thì ha, mình sẽ thì các bạn lấy luôn cái bài này làm bài tập. Nhưng mà bất đắc dĩ nha, cái này hạn chế. Chưa, nói luôn ha, mấy bạn làm mấy bạn mà không phải là kiến trúc sư hay là kỹ sư, hay là các bạn làm các bạn mới lần đầu tiếp xúc với 3D chẳng hạn, hay là các bạn muốn mới bắt đầu với ngành này, thì nếu như mà khó khăn thì lấy bài này. Còn mình truy ra là bạn nào mà kỹ sư với kiến trúc sư mà làm về xây dựng là không có lấy bài này nha. Chưa, bạn nào kiến trúc sư với kỹ sư là không được lấy bài này. Bài này chỉ dành cho mấy bạn mới bắt đầu bởi cái ngành học này thôi. Và khó khăn quá thì lấy luôn bài này để làm. Chưa, thì coi như là đó là cái cách mà giúp các bạn tiếp cận nó nhanh hơn. Còn mấy bạn kỹ sư, kiến trúc sư thì tự lo nha. Rồi, đó là nội dung của cái bài học hôm nay. Sau cái bài học hôm nay thì các bạn sẽ nộp cho mình cả bài tập. Chưa, bài tập đó là kết thúc của phần số 2. Trong đó nhớ là các bạn phải quản lý cho mình cái level. Quản lý cho mình level.
luôn luôn phải quản lý cho mình cái level, không được xuất qua một cái level nha, không được nói là tại bài em nhỏ gì hết đó. Mình muốn các bạn phải quản lý level. Sau này còn rất là nhiều cái vấn đề để liên quan tới quản lý level này thì mình mới vận hành được một cái bài lớn, còn không thôi là không có máy nào mà chịu nổi hết. Chưa, mình nói trước là như vậy ha, sau này mình còn phải vận hành rất là nhiều thứ, chừng bài này chưa có đầy đủ, nếu như mình bật mình làm thêm hệ thống đèn đêm ít này nọ đây thì nó rất là nặng, và lúc mà cái lúc mà mình làm việc nó rất là khó ha, nó rất là khó. Chưa, rồi ví dụ bài này sơ sơ là mình bắt cái bạn đó cũng làm rất là nhiều cái level này, đúng không? Đây, vì đó sau này mình không thích level nào thì mình tắt đi, nó rất là khỏe. Mình làm việc này mình tắt cái này đó, các bạn thấy không? Nên làm như vậy ha. Đó, tắt đây, tắt đi để mình lo ha. Đây này, bài này là đang làm sai đó ha. Bài này là khi inbox cái những cái thư viện vô mà chưa có để ở level này, tới cái phần mà qua cái bài sau là cái bài sử dụng thư viện các bạn cũng phải học, chứ không phải là cứ lấy đài là quăng vô, không phải vậy đâu ha. Bây giờ người ta tắt đi là ra như thế này sao được, đúng không? Nó nhìn rất là gọi là gì, làm được là một chuyện rồi nhưng mà phải làm đúng nữa. Rồi ví dụ là tắt cái này, nội thất, vậy là không, bài này các bạn này, rồi nội thất bên trong cỏ luôn này ha, mà cũng đúng không? Sau này mình sẽ không làm việc như vậy. Rồi các bạn hiểu được cái này rồi ha, tắt luôn, rồi tắt luôn cái này, đó, vẫn còn đúng không? Đây, chưa? Rồi, tại vì sao mà không nên làm như vậy? Sau này nếu như mà mình nói lớn ra là mình sẽ có tồn tại rất nhiều vấn đề. Mình học xong rồi mình có thể phát triển lên những cái dự án về VA rồi làm tương tác gì rất là ghê gớm, mà ngay lúc đầu mình đã không quản được nó, thì sau này mình làm tất nhiên mình sẽ có phương án mình chỉnh sửa, nhưng mà mình rất là khó ha. Rồi để coi còn cái gì để nói nữa không. Rồi bài học tới đây là coi như là thôi, coi như là xong rồi đi ha. Còn cái vấn đề ngoài lề mình muốn nói với các bạn, bạn nào không nghe thì tắt được rồi. Cái vấn đề này, vấn đề ngoài lề ha. Cái vấn đề ngoài lề là liên quan tới sau hai bữa. Cái vấn đề ngoài lề ha, bạn nào không nghe tắt ngay, không cần phải nghe cái chuyện này. Thì có nghĩa là sau mình dạy UE cũng được vài năm rồi, và mình cũng đã dạy rất là nhiều bạn, rất là nhiều ha. Nhưng mà mình phát hiện ra một điều là gì? Mình phát hiện ra một điều là UE này nó rất là khó. Nó rất là khó, nó không phải dễ giống như những phần mềm khác. Không, tất nhiên mình không so sánh giữa nó với 3D Smart hay là giữa SketchUp hay là Revit gì hết, mà mình chỉ nói đơn giản như này: nếu như mà các bạn render một view ở trong phần mềm khác 3D chẳng hạn, là các bạn chỉ tập trung vào đây, các bạn làm ánh sáng vật liệu gì đó, đúng không? Đây, các bạn tập trung một góc này, các bạn làm ánh sáng, đặt đèn, đặt đồ gì đó, và xong rồi các bạn render. Xong rồi các bạn đi qua bên view khác thì các bạn có thể là gì, không quan tâm tới vị trí này, trừ những cái nguồn ánh sáng gọi là môi trường gì đó, đúng không? Và các bạn lại tập trung vào cái chỗ này. Nhưng mà đối với UE thì các bạn không có cái cơ hội đó, mà tất cả nguồn ánh sáng và gì nó tương tác ha, và hoặc là nó đi lại trong không gian, và ánh sáng phải dung hòa được hết tất cả, thì do đó nó rất là khó. Chưa, nó rất là khó. Chưa, và các bạn thường thường là nhìn bài người ta làm đẹp, và các bạn ngồi đó các bạn tưởng tượng ra là sau khi học xong là mình làm đẹp như vậy, đúng không? Đúng chưa? Mình trả lời luôn ha, cái câu chuyện đó nó không có đâu. Sao ha, các bạn cứ thử xem, sau cái khóa học này mình cam đoan với các bạn là nội dung cái khóa học mình đã đưa ra rất là đầy đủ. Chưa, rất là đầy đủ từ mọi thứ. Các bạn xem là tới bài 12 là các bạn xong cái phần diễn hoạt. Chưa, và các bạn cứ so sánh nội dung đi ha, nội dung giữa các khóa học thì các bạn sẽ hiểu. Và ngay cả phần blueprint mình cũng đưa ra cho các bạn rất là nhiều và hầu như là rất là đầy đủ. Chưa, và các bạn cứ tin ở mình đi ha, nếu như các bạn không cố gắng tới bài 12, các bạn sẽ đưa ra được một cái sản phẩm mà có thể mình không dám đăng lên trên những cái nền tảng ha. Rồi nói vui vậy thôi nha, nhiều khi nói là từ ai mà học đó mà. Ok các bạn ha, thì đó là cái tâm sự của mình cho cái khóa học này. Và các bạn cứ hỏi bài sáng ngày tối đêm ha, mình không để các bạn chờ quá 4 tiếng đồng hồ đâu. Nếu như mình ngủ thì 4 tiếng sau mình trả lời, còn mình thức là mình sẽ trả lời ngay ha. Mình khẳng định lại là mình đủ sức để lo cho các bạn học, và vấn đề là các bạn phải chịu khó ha, chịu khó học tí. Cứ xem, cứ nói gương các bạn khóa event là được rồi, đúng không? Làm bài tập đầy đủ, đẹp, chưa?
Đó, học xả ngày tụ đêm ha. À, các bạn khỏi event đánh một cái dàn đèn như vậy tốn rất là nhiều công sức ha, nhưng mà các bạn cũng rất là chịu khó. Và mình hy vọng là các bạn khóa kiến trúc cố gắng thật là nhiều. Chưa? Rồi, cảm ơn các bạn đã chịu khó lắng nghe và hẹn các bạn trong bài 3 ha. À, nhớ nộp bài cho mình trước khi học qua bài 3. Rồi, chào các bạn.